Ủa Chào vậy? cô tu nữ khen Con ma kinh dạ, khủng chào này. cô sang khai dạ. Đã hữu chúc nguyện an quân trọng phùng chí thị long xin được thay mặt bài chư tăng truyền tâm quy vùng giới đến đạo tràng pháp hội Bụt đăng sa rợt năng gà chá hà mi con đem hành lòng thành kính xin quy Phật đăng mong sa rợt năng gà chá hà mi con đem hành lòng thành kính xin quy Pháp sang căn sa rợt năng gà chá hà mi con đem hành lòng thành kính xin quy Tăng Đô ti yam vi bụt đăng sa rợt năng gà chá hà mi con đem hành lòng thành kính xin quy Phật thành kính nhị Đô ti yam vi đăng mong sa rợt năng gà chá hà mi con đem hành lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì Đô ti yam vi sang khăn sa nang ga cha mi con đem hành lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì Tạ ti yam vi bụt đăng sa nang ga cha mi con đem hành lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba Tạ ti yam vi đăng mong sa nang ga cha mi con đem hành lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba Tạ ti yam vi sang khăn sa nang ga cha mi con đem hành lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba Bụt thăng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật Thẩm măng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp Sẵn khăn sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng Duttiyambi Bụt Thăng Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì Duttiyambi Thammang Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì Duttiyambi Sẵn khăn Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì Tạ ti yam bi bụt thăng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba Tạ ti yam bi thẩm măng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba Tạ ti yam bi sẵn khăn sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba Tị sa rạc ca hạ năng Pa ri pu năng Pháp vi tam bảo tròn đủ Chỉ có bấy nhiêu A ma phàn tê Dạ chúng con sinh dân Ba na ti ba ta Về là mặt đi sĩ khao bất đăng sâm ma đi nhau mi Con xin bao nhiêu điều học là quỷ tránh xa sự sát sanh A đinh na đa na Về là mặt đi sĩ khao bất đăng sâm ma đi nhau mi Con xin bao nhiêu điều học là quỷ tránh xa sự trộm cắp Cà mê sung bị cha cha ra Về ra mặt đi sẽ khao bất đăng sâm ma đi giao mi Còn xin quan dân điều học là quy tránh xa sự tà hạnh Mục sa hoa đa Về ra mặt đi sẽ khao bất đăng sâm ma đi giao mi Còn xin quan dân điều học là quy tránh xa sự nói dối Sự ra mê ra giam ma cha pa ma đắc tha nam Về ra mặt đi sẽ khao bất đăng sâm ma đi giao mi Còn xin quan dự điều học là quy tránh xa si dễ uống rượu và các chất say Ba na ta ba ti ba ta Về ra mặt đi sẽ khao bất đăng sâm ma đi giao mi Con xin dân dự điều học là quỷ tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikha padang samadiyami. Con xin dân dự điều học là quỷ tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara
Veramani Sika Badang Samadhyami. Con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự tà hạnh. Musavada Veramani Sika Badang Samadhyami. Con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự nói dối. Sura Meraya Machapatma Dathana Veramani Sika Badang Samadhyami. Con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Imani panjasika padani satukang katua ngapamadena ni cakalang samarak kitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tâm quy phục ngũ giới này tâm bảo rồi, phải ra nguyện giới hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ama phan tê, dạ chúng con sinh dân. Sile na sugatin yonti, sile na po katambadhan, sile na niputin yonti tasman, silang so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời, cùng nhờ duy giới được giàu sang, cùng nhờ duy giới được giải thoát nhầm Nhật Bản, cùng nhờ duy giới. Bởi các gây cho nên chư Phật tử và ra thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thu lành thai Uttamang ghe na văn đề hăng ba đa băng sum và rút tâm ăn bụt thê dô khả lý tô đô sô bụt thô khả ma tụ tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô phạm đến Phật bảo của xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na văn đề hăng thẩm măng cha đu vi thăng và răng thẩm mê vô khả lý tô đô sô thẩm mô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na văn đề hăng sẵn khăn cha đu vi thô tàm ăn sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa buddhaya anupavena sada sotthi bhavantu te. Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa dhammaya anupavena sada sotthi bhavantu te. Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa sanghaya anupavena sada sotthi bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quán đức của chư Phật, do nhờ quán đức của giáo pháp, do nhờ quán đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sua thalat thu su vi to guru na ho bồ tát sa sa ne ha ru bồ su vi to ho i tha sa bế nhà thi quy sa thalat tha su vi ta guru na ha bồ tát sa sa ne ha ru ga su vi ta ho i sa ha sa bế nhà thi quy te thalat tha Sukhita Virunaha Bodhasa Sane Aroga Sukhita Ho Thasa Sabbe Hinyati Phi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong giao quyến cả tại.
xa thú lành thai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ đi vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo tự hằng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi hoang kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm duyên thành. Văn kinh chi kusala kam mang cấp ta băng kỳ ri văn mà ma ca dê na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng dê sát ta san ni no a thi dê chát sa ta a san ni no ca tăng mun nha pha lăng mây hăng sập bê bà ghi bà quanh tu tê dê tăng ca tăng su vi đi tăng đinh nhân phụn nha pha lăng ma gia dê cha tát tha ma cha năng ti đề qua găng to ni quê đa dùm sắp bê lô cam hi dê sát ta chi quăng ta ha ra hê tu ca ma nhu năng bộ cha năng sắp bê la băng tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo dưỡng bệnh, có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay, có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọ. Y đăng qua ta mê đa nha, ana quắc kha gia qua hăng hô tu. Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con đã lễ bái tam bảo xong, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ, con xin đại diện đạo tràng để mà thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddho. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Ramma chaloka dibati sahang bati katang chali ang thi varang aya chatha sangti satappara chapkha cha tika dese tu thammang anukam bimang pachang satthamma berin vinayang cha kayang suttang cha pandang api thammang machammang a cô ta dân tô sa tu sắc cha đẳng đăng ba bô tha nay dê bà ri sa và mạnh chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghỉ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường độc giả ngày giờ chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn,
một lòng chẳng thối không hòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lạnh rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tịch rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong rồi, dạ con xin gửi mít lại cho ngài Liễu Tông, xin ngài thử mít ạ. Dạ con kính thỉnh ngài. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Nam mô Bụt Tha Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư cả sinh nam cả sinh nữ trong đạo tràng. Hy vọng quý vị chị nghe được tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng và kính mời anh chị ai có thắc mắc câu hỏi gì thì xin đưa câu hỏi lên rồi Trần Đạo sẽ đọc để cho ngài Liễu Tông giải đáp thắc mắc ạ. Và kính mời quý anh chị. Dạ thưa có anh chị nào có câu hỏi không ạ? Dạ có, nếu có anh nào không có giơ tay đặt câu hỏi thì xin đánh trên màn hình Trần Đạo sẽ đọc lại để cho ngài Liễu Tông giải đáp thắc mắc ạ. Dạ kính mời quý anh chị ạ, trong đạo tràng. Dạ thưa bạch ngài, cho con xin có một câu hỏi ạ. Dạ thế nào là cúng dường phân biệt và vô phân biệt ạ? Dạ con xin gửi mít lại cho ngài. Nam mô Bụt Tha Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Khi mình tới một nơi nào đó mình cúng dường mà mình không có phân ra những cái người ví dụ biết hay không biết hay là từng cá nhân nữa thì gọi là phân, không có phân biệt. Thì trong bài kinh mà về cúng dường đó thì có chia ra ha. Ví dụ cúng dường cho chư tăng có Đức Phật làm tòa chủ, Đức Phật cúng dường cho chư tăng là chư ni có Đức Phật làm tòa chủ ha. Đại khái vậy đó, tức là mình không có phân, không có dựa vào một cá nhân nào để mình cúng dường ở đó. Còn cúng dường mà phân biệt thì nó có tới mười mấy loại. Ví dụ cúng dường cho bàn xanh, cúng dường cho những người bình thường mà không có giới hạnh, bắt đầu đi lên lần cho tới cúng dường bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, rồi tới cúng dường cho Đức Phật. Thì cách cúng dường mà phân biệt từng cái vậy đó thì nó phước đi theo lên từng bậc, tùy theo cái đối tượng mà được cúng dường. Như về phần mình, cái sự cúng dường mà có nhiều phước báo nhất mà gọi cúng dường phân biệt đó, tức là mình nghĩa là chỉ định tới cái người mà mình muốn cúng dường, ví dụ Đức Phật chẳng hạn. Nếu mình là người có giới mà mình cúng dường tới Đức Phật thì phước mà cúng dường cho cá nhân thí đó là cái đó là phước cao thượng nhất. Nhưng mà còn hai cúng dường cho chư tăng thì rất là cao thượng, dầu rằng
có Đức Phật làm tòa chủ hay không có Đức Phật làm tòa chủ. Nên là khi mình tới mình nên cố gắng là cúng dường, nghĩa là không có lựa chọn lựa. Mình đi chùa không có nên đi chùa gì mình quen ông trụ trì hay là quen ông sư nào đó, rồi mình tới đó mình làm phước cho ông sư đó nhiều hơn, hay ví dụ hay là cho ông trụ trì nhiều hơn, hay là có những ông sư mình không thích thì mình không làm phước, thì cái đó là mình phân biệt cúng dường. Thì cái phước báo nó có nhưng mà nó không có nhiều năng lực bằng cái cúng dường mà không có phân biệt. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài. À, quên có câu hỏi gì không ạ? Dạ, xin text chat lên màn hình hay là giơ tay đặt câu hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ, con thấy câu hỏi của Thi Lâm, con xin đọc ạ. Kính thưa ngài, trong giới thứ năm của ngũ giới thuộc là có nằm trong các chi pháp phạm giới không ạ? Thuốc lá cũng là làm cho những người hút nghiện không bỏ được và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người hút và những người xung quanh. Xin ngài quan hỷ dạy cho chúng con hiểu rõ hơn. Kính tri ân ngài và con kính gửi mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự là đó, thuốc lá thì cũng thuộc loại mình hút là vẫn phạm như thường chứ không phải là không phạm. Vậy câu đó là con xin vẫn giữ đi học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất xài. Thì thuốc lá nó cũng nằm trong các chất xài. Nên đây dựa theo cái lời dạy của Đức Phật khi mà ngài trước khi ngài niết bàn đó, thì ngài có đưa ra bốn cái điều gọi là bốn điều cảnh cải dành cho chư tăng. Thì năm mình nói dành cho chư tăng tức là mình nói thành phần chánh trong giáo pháp này, nhưng mình luôn cả cận sinh nam và sinh nữ, bởi vì ở giáo pháp này có tới bốn chúng là cận sinh nam và sinh nữ luôn. Thì bốn điều cảnh cải gọi là cha tụ mã bà đi xạ đó, thì được tóm tắt như vậy, nghĩa là những điều gì mà chưa được cấm hay chưa được cho phép vào thời chính Đức Phật cấm hay cho phép. Nếu mà sau này mà những cái điều đó phù hợp với điều cấm thì cái đó được cấm, điều phù hợp với điều cho phép thì được cái điều đó được cho phép. Thành ra khi mà vào thời đó có lẽ thuốc lá giống như bây giờ thì không có, nhưng mà nó cũng thuộc loại chất sai. Thành ra khi mình dùng cái chất sai đều phạm chứ không phải là không phạm, đều phạm hết á, chứ không phải là không phạm. Nhưng mà phạm như thế thì phải dựa vào số cái điều kiện khác. Ví dụ như phạm mà chỉ hại mình mà không hại người, khi mà phạm cả hại người và hại cả mình, thì mình dựa vào những cái điều đó để mình quyết định cái phạm đó nó nặng hay nhẹ. Thành ra chất sai cũng là cái chuyện mà không được tán dương trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con thấy Thi Lâm đã sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ, quý anh chị nào có câu hỏi xin đặt câu hỏi. Dạ, con thấy câu hỏi của Như Thật. Thưa sư, xin sư quan hỷ giải thích đoạn kinh Bali So Samathi Pancha Vithena Veditabo Biti Phanyata Sukha Pharanyata Cheto Pharanyata Aloka Pharanyata Chá quê khăn nhà mình mít tăng tát thá vô chá bích thí phá ra nồ vô chá su khá phá ra nồ vô chá chê tô phá ra nồ á dăng sa má thô vô chá a lô cá
phá ra nô dần chá bách chá quét khá nhà ní mít tăng ái dân quýt bá sa nà dạ cẩm nang của Phật học TTBV 43 trang 130 và con kính dân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Chúng tôi không biết nó nằm trong kinh nào, là cái này để chúng tôi trả lời rồi lần sau chúng tôi mới trả lời được. Chứ còn đưa một lần một đoạn kinh mà để thẩm nang tu Phật đó thì không biết của cái gì nào, hay là của cái chú giải sách nào thì cái đó chúng tôi không rõ. Nếu có về kinh đó thì còn tra vào cái coi chú giải hay giải thích như thế nào ha. Để cái này để hẹn lại đi, tôi coi lại trong, để check tôi coi trong kinh tạng nằm đâu và chúng tôi sẽ coi chú giải đoạn đó chúng tôi sẽ trả lời sau. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, anh Như Thật đã dạ sa thúc ngài. Dạ, quý anh chị nào có câu hỏi xin đặt câu hỏi về đạo tràng ạ. Dạ, kính chào Vinh Kinh. Vinh Kinh có câu hỏi gì hơn Vinh Kinh? Dạ, bây giờ thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu ạ. Dạ, trong pháp hành thiền định có đề một quán tử thi, mà trong thiền quán tứ niệm xứ cũng có quán tử thi. Kính xin sư giảng cho con sự khác nhau trong hai trường hợp này. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Các đề mục trong thiền tứ niệm xứ đó có những đề mục chỉ hành được thiền quán mà thôi, nhưng mà có những đề mục hành được cả thiền chỉ lẫn thiền quán. Thành ra đề mục tử thi là cái đề mục có thể hành thiền chỉ và thiền quán được. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật giảng để trong cái kinh tứ niệm xứ là vậy. Tại sao có thể là hành thiền chỉ và thiền quán được? Khi mình quán về cái đề mục tử thi đó thì mình sẽ thấy cái sự nghĩa là dơ bẩn ghê rợn gì đó, thì nó sẽ đưa tới những cái trường hợp như thế sau. Ví dụ mình thấy cái vật này là vật bất mỹ thì nó là một trường hợp quán về chế định, thành ra nó là hành cái đó. Nhưng mà trong khi cái đối tượng đó nó có những người quán cái đó mà không thấy bất mỹ mà thấy cái tứ đại, thấy tứ đại, một trong tứ đại trong cách mình quán. Ví dụ quán về xương này kia thì mình có thể thấy được tứ đại là cứng mềm như này kem sâm đó, thì trong trường hợp đó nếu mà thấy được tịch tinh pháp đó, thì có thể hành thiền tứ niệm xứ được. Cũng giống như cái đề mục mà thể trược đó, tức là kê xả lô ma nó khả đó, mình niệm kê xả mà nếu mà nó ra cái màu đen của tóc hay màu nâu mà màu đỏ trắng gì của tóc đó, thì cái đó là thuộc về cà xí ná, tức là hành thiền chỉ. Nhưng mà nếu nó xuất hiện ở trong cái trạng thái mà mình gọi là bất tịnh đó, tức là mình thấy nó dơ bẩn là cái bất tịnh đó, thì cũng hành liên quan tới đề mục tử thi này được, tức là hành thiền chỉ được. Nhưng mà nếu mình niệm tóc mà nó, mình thấy được cái sự cứng mềm, tức là cái trạng thái xuất hiện cái niêm mít của nó đó là cái đất đó, thì lúc đó mình sẽ hành thiền quán được liền. Thành ra trong chế định của thiền chỉ thiền quán đó, chế định dành cho thiền chỉ, câu số cái đó nó được liệt kê trong thiền quán luôn, là tại vì nó có khả năng cho cái hành giả đó hành được cả thiền chỉ lẫn thiền quán. Còn những đề mục nào chỉ hành được thiền chỉ không mà thôi, thì cái đó thường thường là không được đề cập tới trong kinh tứ niệm xứ hay những bài kinh thiền quán khác. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài đã giải đáp câu thắc mắc của Định Tuệ Song Tu ạ. Dạ, Định Tuệ Song Tu có đồng ý cái sự giải đáp thắc mắc của ngài không ạ? Dạ, xin cho biết tín hiệu ạ. Dạ, anh chị trong đầu tràng có ai thắc mắc gì thì xin giơ tay hỏi trực tiếp với ngài Liễu Tông, hay là đánh tích chat lệnh cho Trần Đạo đọc ạ.
Dạ kính xin kính mời anh chị ạ. Dạ Định Tuệ Song Tu đã kính tri ân ngài ạ. Dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong kinh thường có dạy cái gì vô thường thì cái đó là khổ, nó đáng bị nhàm chán. Nhưng có quan điểm cho rằng chính sự vô thường lại là cái vẻ đẹp muôn màu của tự nhiên. Vì vô thường mà đứa bé nhỏ mới trưởng thành. Vì vô thường mà người xấu trở thành tốt, bệnh đau trở nên mạnh khỏe, vân vân. Vậy vô thường cũng có vui chứ đâu có phải chỉ là khổ. Sao đáng nhàm chán. Vậy phải hiểu chỗ này là thế nào thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thà Dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị. Cái khổ cũng là khổ mà cái vui cũng là cái khổ. Thật sự ra mình nói cái vô thường đó, nó là khổ. Tại vì nó vô thường là cái sự vô thường, đây là sự thay đổi. Nếu mình nói theo thực tinh pháp là sanh diệt, mình khổ là tại vì nó đang sanh, mình muốn nó diệt cũng không được. Hoặc nó đang diệt, mình muốn nó dừng lại, nó đừng có sanh thì cũng không được. Bởi vì nó vượt thoát ra ngoài cái muốn của mình là nó khổ. Dẫu rằng cái đó là một cái loại thọ lạc chẳng hạn, nó vui đó, nhưng mà cái thọ lạc nó chắn là nó phải diệt thôi, cho nó không có thể nào mà nó ở hoài với mình được. Thành ra trong cái thế giới mà hữu vi này đó, thì Đức Phật chỉ dạy có một câu trong, như là trong, tôi không nhớ trong Tương Ưng hay gì đó, này chưa tỳ kheo, từ xưa tới giờ Như Lai chỉ dạy khổ và con đường dẫn đến chấm dứt cái sự khổ đó mà thôi, chứ ngày không có chỗ nào nói vui vậy đó. Nếu mà vô thường cũng có thể là vui được đó, thì ngài đã nói rõ cho chư hàng tư chúng mà chúng ta nghe rồi. Đừng ngài có nói, ngài chỉ nói rất là vắn tắt. Từ xưa tới giờ Như Lai chỉ dạy có khổ và con đường dẫn đến chấm dứt cái sự khổ đó mà thôi, chứ không thấy chỗ nào ngài nói vui vậy đó. Thành ra có nhớ thành ra khi mà thọ khổ gọi là khổ, nhưng mà thọ lạc mình vẫn gọi là hoại khổ là vậy đó. Bởi vì thọ lạc nó hoại thì nó khổ, mà tất cả các pháp gì mà liên quan mình gọi là pháp hữu vi đó, thì không có cái pháp nào mà nó thường còn, nó trường tồn cả. Nó phải có cái triệu chứng của nó, mà tất cả triệu chứng đó nó đều đưa tới cái sự mà không được thỏa thích cái mà mình được gọi là chúng sanh của mình đó. Hồi xưa chúng tôi nhớ bên Thái nó có mấy cái chùa mà nó có cái chỗ để thiêu xác đó, nó có một cái tượng dạ so dắt khá đó, dạ so cái tượng đó nó gọi là ca lá dắt khá. Rồi cái con dạ so này nó chiên ngon, ăn thời gian mà ăn luôn cả nó nữa, chứ không phải ăn thời gian không, cái thời gian là nó đốt, mà ngay cả nó cũng đốt. Thành ra hồi cái đó ý nghĩa của nó là tượng trưng cho cái xác chết nó nằm trong đó đó. Hồi xưa cái đó là cái gì nó cũng muốn hốt vào tay mình hết, nhưng mà rồi lại nằm đó đó, tức là coi cái con mà ca lá dắt khá đó. Thì chỗ khác chúng tôi không thấy, nhưng chỉ thấy mấy chỗ mà chùa mà nó có cái chỗ mà để thiêu nó có cái đó. Họ giải thích là con dạ so đó là ăn cả thời gian mà ăn luôn cả nó nữa. Thì mình ở đây cũng vậy, cái đó là phải chúng sanh nào mà trong có những cái pháp hữu gì thì chắc chắn là nó phải đưa tới sự khổ. Mà nó đưa tới sự khổ trước khi mình biết nhàm chán, cái đó là cái điều rất là nguy hiểm. Nó sẽ giúp cho mình say mê trong cái đời sống mà luôn luôn đưa tới sự khổ đau này hoài. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ thưa quý anh chị có câu hỏi nào không ạ? Xin giơ tay lên hay là đặt câu hỏi trực tiếp với ngài ạ.
Dạ, dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu ạ. Kính thưa sư, có câu kinh Sappe Sankhara Anicchati Sappe Sankhara Dukkhati. Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, là khổ. Như vậy trong đạo Phật chỉ có duy nhất pháp vô vi Niết Bàn là thường, là lạc. Có phải vậy không? Kính thưa sư, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thà Gia, kính bạch chư tôn hèn giả, kính thưa chư vị, chúng tôi không thấy chỗ nào giải thích theo cái kiểu này hết á. Tất cả nghĩa là Niết Bàn đó là pháp vô vi. Lạc thì có nói tới là sảnh tỷ lắc khả năng, tức là nó có cái tướng trạng là sự an lạc. Nhưng mà sau hai câu Bali này, câu thứ ba là Sappe Dhamma Anatta Ti, tức là các pháp hữu vi và vô vi đều là vô ngã. Thì lạc có, vô ngã có, nhưng mà cái chỗ mà nói Niết Bàn là thường thì chúng tôi chưa có thấy. Thì nói tới Niết Bàn thì tôi thường chỉ thấy có hai cái tướng là lạc và vô ngã mà thôi. Còn cái chỗ nào mà nói thường thì chúng tôi chưa thấy nói Niết Bàn là thường. Thành ra xin được trả lời vậy thôi, chứ còn chừng nào chúng tôi đi tìm thấy chỗ nào có Niết Bàn nói là thường thì chúng tôi mới dám trả lời là thường. Còn này chúng tôi chưa thấy chỗ nào nói Niết Bàn là thường hết đó. Chỉ nói Niết Bàn lạc và vô ngã mà thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thúc, con thấy câu hỏi của học online. Ủa? Dạ không phải, học online thì chỉ nói là chữ trục khá, ngoài ý nghĩa là khổ thân khổ tâm. Và học online có hỏi là chữ đúc khá ngoài ý nghĩa là khổ thân khổ tâm còn có ý nghĩa nào khác không ạ? Dạ kính sư, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thà Gia, kính bạch Chư Tôn Hoàng Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nếu mà nói khổ thì người ta nói tới ba chuyện. Thứ nhất là khổ, thứ hai hoài khổ, và thứ ba là hành khổ. Bây giờ nếu mình nói khổ thân khổ tâm, nó là cái danh từ thông thường để mình dịch thôi. Chứ cái thân này là cái gì? Mình nói sắc thì cái sắc nó là khổ thôi. Hay là mình nói tới cái danh thì cái danh nó cũng là khổ. Tức là có ngũ uẩn này là nó khổ hết á. Nhưng mà chữ khổ ở đây á, chữ túc khả đây mình phải hiểu cho ba thứ. Thứ nhất là khổ đó là thuộc về thọ. Cái thứ hai là cái trạng thái của sự khổ. Và cái thứ ba đó là một trong ba cái mà mình thường hay gọi đó, tức là vô thường khổ vô ngã. Tất cả cái đó chỉ cho cái trạng thái của thực tinh pháp, tất cả thực tinh pháp. Thành ra khi mình nói mình thấy khổ đó, cái đó là mình chỉ có thấy là thọ khổ mà thôi. Chứ mình chưa thấy được hành khổ. Rồi khi nào mình thấy hành khổ, tức là mình thấy sanh diệt, thấy nó cái sanh diệt, thấy điều kiện của nó đó, thì cái đó làm thấy tướng trạng của sự khổ. Rồi khi nào mình thấy tướng trạng thì khổ, rồi cho tới cái mức mà nó chín mùi rồi mình mới thấy cái khổ, được gọi là khổ đế, tức là sự thật mà cao tột nhất đó. Thì cái đó là cái mà chứng đắc. Còn bình thường mình thấy khổ mà nó không có chứng đắc gì đó, mình chỉ biết nó khổ rồi thôi. Rồi khi mình thấy cái trạng thái của khổ, tức là vô thường khổ não vô ngã đó, là trạng thái đó là của tuệ mình xác thấy. Còn khi mà khổ đế đó, cái đó là tuệ siêu thế thấy, chứ còn mình nói khổ thân khổ tâm là mình nói cách thông thường thôi, chứ nó không có cái ý nghĩa của chữ đúc khá ở đây. Đúc khá ở đây thì thường họ chia làm ba, tức là thọ khổ, thọ lạc và các pháp sanh diệt. Nó không như ý muốn ai, nó khổ. Nhưng mà còn nói theo cái tiến trình mà để mình hành để thấy đó, tức là mình thấy khổ, tức là mình thấy cái thọ khổ đó, tức là quán thọ đó, thấy khổ. Lạc đồ này kia đều là khổ đó. Tức là lạc là hoại khổ.
Còn cho tới khi nào mình thấy sanh diệt rồi mình thấy nó khổ, tại vì nó sanh mà nó phải diệt, là nó phải có cái điều kiện, có nhân duyên của nó và như chuyện đó. Cái đó là do tứ tệ thiền minh sát, tức là mình thấy khổ bậc trung, nhưng mà mình khi mình chứng đắc khổ rồi khổ đế, chứng đắc cái đó thì mới là cái mà rất là nghĩa là cao thâm mà mình có thể mình đạt được, nếu mình hành đầy đủ theo những cái pháp mà được Đức Phật đã dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thấy học online đã sao sa thúc, con kính tri ân sư. Bây giờ con xin đọc câu hỏi của Thi Lâm. Kính thưa Ngài, trong bài Kinh Pháp Cú mà lớp chúng con học hôm qua, câu 1 của Pháp Cú số 88, Tá Tra Bí Rá Tí Mít Chây Giá, Tá Tra hay là Tá Ra, vì nguyên âm A đứng trước hai phụ âm TR, vậy nó là trường âm nhấn tát hay chỉ là đoạn âm, hay chỉ là đoạn âm tá? Xin Ngài quan hỷ dạy giảng cho con hiểu rõ hơn. Kính tri ân Ngài. Con kính dân mít đến Ngài ạ. Nam mô Phật Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Theo văn phẩm Bali thì cái chữ T mà trước chữ RA đó, mình thường thường mình nghe hay đọc là tatra, phải không? Nhưng mà thật sự nó cái chữ T đó nó thuộc về phía trước đọc tạch ra, nhưng mà thường mình đọc ra thì nó không có ấy, thành ra thường nó đọc thành những nửa chữ T, thành ra chữ T đó theo cái âm mà của Bali mà chúng ta hay đọc đó, chữ T mà trước chữ R A đó, một nửa nó dính chữ A trước, một nửa nó dính chữ R sau, nên là đa số cái chữ đó rất là khó đọc. Nhưng mà hồi xưa chúng ta có nhờ cái ông sư Ấn Độ, ông đọc dùm, thì ông đọc là tra đó, tức là nó dính mà điều này nó dính khoảng một nửa cái âm đó mà thôi đó. Mình đọc cái đó phải đọc cho nhanh, chứ nếu mình đọc chậm thành nó thành tạch rồi tra không được, mà tạ tra thì cũng trật đó. Thành là chữ T đó nó dính một nửa một chút như vậy đó, nhưng mà chữ cái giữa hai cái đó rất là ngắn, nhớ rất là ngắn, đọc phải nhanh mới được, rất là ngắn đó. Và ông là mấy ông mà ông ở Varanasi bây giờ đó cũng đọc vậy đó. Nhưng mà còn thật sự là mình cũng không biết âm nó như thế nào, mình không phải là người Ấn Độ ở đó đâu, không biết âm nào. Thành ra giống như cái chữ mà cô viết lên đó, nhưng mình đọc rất là nhanh tức là đọc rất là nhanh, chứ không có đọc là tạch ra, là đọc là ra đó. Thành ra nó nhanh ghê lắm. Chúng tôi xưa cũng liền cả lâm mấy lần, nhưng mà đọc nhanh thì người ta không hiểu, người ta tưởng đâu là mà đọc là tạch ra, không phải, nó vẫn dính vào phía trước như thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thúc con kính tri ân Ngài. Dạ, quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Xin đánh lên màn hình hay là giơ tay trực tiếp hỏi Ngài ạ. Dạ, kính mời quý anh chị. Dạ, con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, một vị Phật ra đời trong phạm vi là 10.000 đại thiên thế giới, không có Phật thứ hai. Vậy bên ngoài phạm vi 10.000 đại thiên thế giới thì sao thưa sư? Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính bạch chư Tôn Hiền Giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Bên ngoài cái giới hạn đó thì chúng tôi cũng không biết, bởi vì chúng tôi không, có lẽ học chưa tới, không thấy trong kinh điển chỗ nào nói đó, nhưng mà mình ở trong cái thế giới của vị Phật này thì gọi là Mangala Chakawala đó, thì có một vị Phật mà thôi.
Nhưng mà mình nên hiểu vậy thôi, còn đi ra ngoài cái phạm gì đó đó. Thường thường quý vị nên nhớ Đức Phật khi mình nói mà không có người mà có thể khả năng thấy được hoặc làm chứng thì Đức Phật không có nói bây giờ. Ví dụ như ngày Mục Liên với ngày gì đó, đi từ cái núi xuống mà thấy ngài quỷ đó. Thì ngày Mục Liên ngài mới mỉm cười, thì cái gì kia mới hỏi, cái huynh cười gì đó. Thì mới nói là tới hỏi ta trước mặt Đức Phật, thì ta khi xuống hỏi vậy đó, thì Đức Phật nói ta thấy đó từ ngày ta ra với đất đầu quả, nhưng mà bây giờ không có người nào thấy, nên không nói ra, bây giờ mới nói ra là vậy. Thành ra ngoài 10.000 thế giới không thấy Đức Phật nói, có lẽ là cũng có người hỏi giống như cái gì hỏi đây, nhưng mà thường thường là hỏi những cái gì mà Đức Phật thấy mình nói ra mà làm cho người ta phát sanh nghi ngờ này kia, ngài không có trả lời đâu. Thành ra chúng tôi cũng không biết ngoài cái tội phạm gì đó có hay không thì chịu chết thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thúc kia ngài. Dạ kính mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc thì xin chat lên câu hỏi trên màn hình ạ. Hay là trực tiếp cầm mic hỏi ngài cũng được. Dạ con thấy dạ con xin có một câu hỏi ạ. Dạ kính thưa ngài, con học trong bài kinh Đại Niệm Xứ, con thấy là sư Giác Đẳng có hỏi một câu này mà con hơi thắc mắc. Nếu vừa làm cái gì đó như mặc y mà vừa chánh niệm thì có làm cho hành giả lúng túng không ạ? Con thắc mắc cái câu này, xin ngài giải đáp cho con ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư vị. Một khi mình có niệm đã không có lung túng rồi, mình có chánh niệm rồi thôi, chứ cái gì đó siêu đẳng nó mới có được chánh niệm rồi cho lung túng được. Thường thường đó mình tập niệm. Nhưng mà thường thường đó nếu trong trường hợp mình thấy lung túng là tại vì mình làm ngược. Tại sao làm ngược? Khi mình có cái niệm để mình quan sát. Nhưng cái thực tinh pháp á, nó phải giống như là nó phải đưa cái bản chất nó ra để cho cái niệm nó nhận ra được, nên là nhớ cái đó. Còn mình lung túng là tại vì mình quan sát thực tinh pháp bằng cái niệm nó muốn thấy thực tinh pháp. Nên cá nhân cái hành giả đó muốn thấy thực tinh pháp qua cái niệm, nhưng mà đúng nguyên tắc cái hành giả đó phải để cho thực tinh pháp nó tự như là xuất hiện trong cái sự hiểu biết của niệm, thì cái đó mới là hành đúng. Chứ còn mình nói là mình hành niệm mình thấy cái này kia, cái đó là mình bắt buộc nó phải thấy vậy là không có được. Thành ra lung túng là do vậy đó ha. Mình thấy ngược cái chiều mà có một cái gì hành giả mà đúng mức, thành ra có thể là có niệm mà vẫn lung túng như thường. Nên nhớ là mình hành là dùng cái niệm quan sát thực tinh pháp, rồi quan sát nó trắng là quan sát những cái đối tượng đó, thì cái đối tượng nào là thực tinh pháp thì nó phải đưa cái thân nó ra để cho cái chánh niệm nó thấy, chứ còn không phải chánh niệm đi tìm để thấy thực tinh pháp, hai vấn đề nó khác nhau. Thành ra cái đó là nếu mà mình làm đúng vậy thì mà cái sự mà nghĩa là làm cái tâm nó dao động là không có rồi. Cái tâm dao động mà tại vì mình dùng cái niệm để mình thấy thực tiên pháp, mà trong khi đó cái vấn đề đó là phải là ngược lại. Nam mô Bụt Thầy giả. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài. Dạ
Dạ thưa quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ xin đánh lên màn hình để con đọc cho ngài giải đáp. Dạ kính mời Vinh Kinh ạ. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào tất cả quý vị. Kính lễ thượng tọa Liễu Tông. Thấy xích trần đạo tội nghiệp quá rề rề không ai cứu hộ hết trơn thì sẵn vấn đề mà về cái vấn đề mà tôi điểm xứ con có sẵn hỏi đây để kính thỉnh sư Hoàng Hỷ giải thích về cái vấn đề mà Đức Phật nói về cái đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Tới chỗ này thì cái con đường độc nhất rất là có nhiều người tranh cãi về cái chữ này. Nếu mà nói con đường độc nhất như vậy theo như sư thì theo cái đúng ý nghĩa của nó thật sự nó thì mình nên hiểu như thế nào gọi là con đường độc nhất. Đây là con kính con thỉnh là sư Hoàng Hỷ. Nam mô Phật Tha Gia kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Mình nên hiểu chữ con đường độc nhất đó đó. Là con đường như thế nào rồi mình mới hiểu được. Bởi vì bài kinh tứ niệm xứ đó từ bắt đầu cho tới cuối cùng đó chỉ nói tới tám cái chi mà thôi, mình nhớ là tám cái chi đó, không đi ra ngoài tám cái chi, đồng ý nó có nhiều cái chi pháp phụ theo để làm cho tám cái chi đó nó có năng lực, thì tám cái chi đó là con đường độc nhất hay là con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất. Mục tiêu duy nhất là gì? Tức là chứng đắc tứ thánh quả và niết bàn. Nhớ đó là mục tiêu duy nhất là để đi tới đó mà thôi, chứ không đi chỗ khác được. Nhưng mà tại vì mình dịch đó, cái từ cái tiếng là ê ca giá nô mắc khô vậy đó, ê ca là một, mắc khô là con đường, mình dịch chỉ duy nhất để chứng minh rằng không có cái con đường nào con đường thứ hai cả. Bởi vì từ cái đầu là mình thấy là ta bi sẩm bà cha nô là ba chi của con đường bát chánh, rồi từ 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 các chi khác nó mạnh lên nó làm cho tới cái đạo quả đó, tức là chỉ có tám cái chi đó mà thôi, mà tám cái chi đó đó thành ra nhiều sách vở dùng là con đường duy nhất hay là con đường độc nhất. Thì trong chú giải cũng giải thích là độc nhất là như thế nào, là con đường nó đi của một người mà thôi, một người tâm hiểu, người đầu tiên đi trên con đường đó là trong cái thế giới này là Đức Phật, đi chỉ một người mà thôi chứ không hai người, không ai cõng ai đi được đó. Cái thứ hai là chỉ có tám cái chi pháp nó làm cái mục tiêu đó, nó làm tới cho tới cái mục tiêu cuối cùng đó nó được sáng tỏ, tức là con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất. Thành ra có nhiều người dịch thế nào dịch đi nữa thì cũng không ngoài cái ý nghĩa đó. Bởi vì từ đầu luôn nó chỉ tối đa nó ngài nói gì không đủ tám chi, nhưng mà cái tối đa vẫn chỉ là tám chi đó thôi. Mà tám chi đó là ngoài cái chữ ê cả mắt khô đó thì nó vẫn còn là mình dịch theo tiếng là mắt chi ma bà tị bà tha đó, con đường trung đạo. Ngoài con đường trung đạo không có con đường nào dẫn tới mục tiêu đó được hết á. Mục tiêu đó bởi vì trong bài kinh Tiểu Pháp Luân Đức Phật nói rất rõ ràng. Ta chưa từng nghe điều này, chưa từng ấy, khi mình thấy được là do nhãn do này do nọ đó, chỉ nói rất rõ ràng thì chỉ có con đường đó mà thôi, gọi là Macchima Patibhata. Thành ra mình có giải thích cách nào thì mình phải hiểu theo cái cách đó để mình đi trên con đường đó, nó phải tới đó, mà chứ nó không tới đó là biết chặt rồi. Nó phải tới đó, tới đó nó, tức là chấm dứt tất cả phiền não, thì không có con đường nào ngoài cái đó mà chấm dứt tất cả phiền não đó. Bây giờ mình đọc trong hết 84.000 bài pháp Đức Phật để lại, không có con đường nào khác con đường đó đó, thì cái gì những cái gì dịch ra con đường độc nhất vẫn đúng như thường chứ không có không đúng. Nhưng mà Việt Nam thì dịch ra tiếng Việt thành ra mình đọc mình khó nghe, chứ tất cả các nước khác họ đều dùng cái chữ là ê ca giá nô bắt khô hết á, chứ họ không có dịch ra tiếng Thái hoặc tiếng Miến Điện. Quý vị lật sẽ dở ông Điện tới cái chữ, những chữ nào khó vậy là họ không có dịch. Còn Việt Nam là cái đè cổ ra dịch, dịch không được thì âm nửa âm nửa dịch, thành ra rốt cuộc mình không hiểu được cái gì đó, nó thành ra nó âm hoặc nó dịch đó thì nó rất là ấy. Hồi mà cái Bắc Kinh mà tổ chức cái đại hội ấy, cái gì đó Olympic gì đó, thì nó có vẽ cho ok, nó viết một hàng chữ, chúng tôi có nhờ cái ông Tạo để ông coi, ông đọc dùng cái chữ Tạo đó coi nó âm ra sao, chữ Coca Cola đó, thì ông đọc ra chữ khả khẩu khả lạc. Thành ra nếu mình âm từ chữ Coca Cola và thành cả khẩu cá lạc thì chữ đứa chết thì cũng giống như vậy đó, ê ca mắc cô dịch là con đường độc nhất là vậy đó.
nhưng nên nhớ là cái mục tiêu duy nhất mà con đường đó đi tới mà thôi. Nam mô Bụt Thầy giác. À, dạ thôi, dạ, dạ thôi, dạ thôi, dạ, kính tri ân Thượng tọa Lưu Tông, dạ, rất là tuyệt vời. À, quý vị cúng dường Thượng tọa Lưu Tông cành hoa để cho quan hỷ trong room cho các vị quan hỷ là tìm những câu hỏi đặt phụ. À, thì sẵn trong cái vấn đề này con hỏi theo tiếp theo cái kinh này thôi, xin có cái câu tiếp theo là vượt khỏi sầu bi rồi diệt trừ khổ ưu. Thì theo như sư hai cái mệnh đề này, một cái là vượt khỏi sầu bi, mà khi đã vượt khỏi sầu bi rồi diệt trừ khổ ưu thì hai cái mệnh đề này mình cần phải hiểu như thế nào. À, nó có vẻ hơi có một cái sự khác biệt trong đó. À, còn cùng thỉnh sư Quan Hỷ ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kim Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, hai cái vấn đề này chỉ cho hai cái đạo mà có thể dùng cái thiền tứ niệm xứ để mình đi tới, coi như là cái cứu cánh. Thứ nhất là làm tam quả, và thứ hai là tứ quả. Tam quả là tại sao mà diệt cái khổ u này, với tam quả là diệt được sân hạnh, tức không còn khổ u nữa. Nhưng mà lên tứ đánh quả thì diệt luôn cả cái tham tập đế luôn cái đó. Thành ra hai cái đó đưa tới diệt trừ khổ ưu và chấm dứt tất cả những cái chuyện gì cần phải được làm trong cái con đường đó. Là mình nhớ chỉ khổ ưu cái gì cũng vậy, thì chỉ có bậc tam quả mới làm được cái đó thôi. Thành ra cái mục tiêu của cái pháp hành này là đưa tới hai cái tâm tánh đạo đó. Một là tam đạo tam quả, hay là tứ tánh đạo tứ tánh quả, chứ không có đường nào mà khác hết đó. Thành ra mình phải diệt khi mà nói tới diệt khổ u hay khổ thọ gì là biết, thì chỉ có mà cái bậc tam quả mới làm được. Còn diệt hết những cái gì mà liên quan tới tham đó thì chỉ có bậc tứ thánh quả mới làm được mà thôi. Nam mô Bụt Thầy á. À, sao đó, rất tri ân sư. À, giải thích cái vấn đề này rất là sát nghĩa. À, sao đó. À, để con tiếp tục hỏi thêm một vài câu nữa để cho các bạn suy nghĩ. À, thì trong cái cũng bài kinh tứ niệm xứ này, kinh tự sư, thì Đức Phật nói rằng là phải an trú chánh niệm trước mặt. Vì cái vấn đề này con thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cái sự mà gọi là an trú chánh niệm trước mặt như thế nào. Tại vì con có gặp nhiều người ta cũng tranh cãi về này. Có người nói thì an trú ở trên cái đầu mũi, có người an trú trên đầu môi, có người nói an trú trước mặt là an trú ở cái hư không trước mặt. À, thì cái sự tranh cãi này chưa đưa đến một cái thống nhất được. À, con cùng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cho Phật tử hiểu rõ. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư vị, cái chữ trước mặt đây là chỉ cho đối tượng mình đang quan sát, cái đối tượng nó đang xuất hiện để mình quan sát đó. Cái chữ trước mặt có chỉ có nghĩa là cái đối tượng đó mà thôi, đối tượng khác không thèm. Ví dụ như bây giờ đó, mình đang quan sát cái cử động của cái phần nào đó của thân, thì cái đối tượng đó là được gọi là trước mặt. Trước mặt chỉ có cái đó thôi, còn cái khác mình không có khe. Cái khác dầu rằng nó nằm trước mặt mình cũng không gọi là trước mặt được, bởi vì cái đó nó không nằm trong cái sự quan sát, cái sự thấy biết của niệm và sẩm bà chân giá, tức là tuệ. Thành ra chỉ trước mặt là do như vậy thôi, chứ chỉ cho đối tượng đang xuất hiện đó, đang xuất hiện mà được quan sát bởi niệm và trí tuệ, chứ không phải cái gì khác hết đó. Nam mô Bụt Thầy á. À, sao thấu là kính tri ân và Lưu Tông rất là nhiều. À, sao thấu. À, dân hoa quý vị, văn hoa dân hoa lên sư quý vị. À, thì tiếp theo thì cũng trong vấn đề này con xin hỏi sư, nó có hai cái sự đặc biệt cái này. Thì Đức Phật có giảng về khi mà đặt chánh niệm trước mặt rồi tỉnh giác thở vô và tỉnh giác thở ra. À, lúc này thì ngài dùng chữ tỉnh giác, nhưng mà lúc mà khi thở vô dài hay là thở ra dài thì Đức Phật dùng chữ tuệ tri. À, thì theo như sư thì cái chữ tỉnh giác và cái chữ tuệ tri này mình phải nên hiểu như thế nào nó mới đúng theo cái lời của Đức Phật dạy. À, Nam mô Bụt Thầy ạ. À.
Nam mô Phật Thầy giá kính bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư quý vị. Bởi hai chữ đơn nghĩa khác nhau, một cái chữ gọi là bà cha na tỷ, cái thứ hai là sấm bà cha na tỷ. Sấm bà cha na tỷ, hai cái chữ đó dùng khác nhau. Bởi vì mình biết cái niệm nó khác, mình biết cái trí tuệ nó khác. Mình biết cái niệm là what, còn mình biết cái trí tuệ là how. Hai cái nó khác nhau rất là xa. Mình dùng cho niệm để mình quan sát cái gì đó thì mình chỉ biết mà thôi, chứ mình không có cần coi nó là cái gì. Ví dụ mình giống như cái anh mà đứng ngay cái chò gác, anh chỉ biết cái gì đó đi vô thôi chứ anh không có biết. Nhưng mà nếu trí tuệ nó biến, nó phải biết cái ông đó, đàn ông đàn bà đi ra vô, cô gái hay gì đó đi ra vô, thì hai cái đó là nó khác nhau, là khác nhau ở chỗ đó. Cái chỗ mà thấy biết là khác, mà tuệ tri là khác nữa. Khi nào nói tuệ tri là nói tới sấm bà chanh giá hoặc là sấm bà cha na tỷ, còn nói tới niệm mà nói tới bà cha na tỷ mà thôi, chứ không chỉ sấm bà cha na tỷ được. Bởi vì sấm bà cha na tỷ đó, trong cái phần mà thường về các tiểu quan nghi đó, thì có đề cập tới bốn chuyện này. Thấy lợi như thế nào, thấy như thế nào, là có bốn chuyện tất cả đều được giải thích. Thành ra khi nào mình thấy một cái điều mình đang quan sát đó, nó nằm ở trong một trong bốn điều kiện mà mình có thể lựa chọn để mình thấy được, thì cái đó là tuệ tri, tức là sấm bà cha na tỷ. Còn cái mà nó vô mắt tai mũi lưỡi mà mình chỉ nhận thức được vậy đó, rồi bà cha na tỷ, rồi biết mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Tôi dân đoàn lên tâm rất nhiều tuyệt vời ha. Thì cũng trong cái đoạn kinh này, tự nhiên khi con đang nói về hơi thở, Đức Phật lại nói qua cái vấn đề mà toàn thân. Thì theo như vấn đề này thì mình nên hiểu như thế nào khi Đức Phật nói về đang thở vô thở ra dài ngắn, thì Ngài nói đến cảm giác toàn thân, vị giác thở vô, cảm giác toàn thân, vị giác thở ra. Thì cái chữ toàn thân này, cái chữ này thì theo trong Pali thì theo như sư hiểu, thì cái vấn đề này mình phải nên hiểu như thế nào mới là đúng. Có những người hiểu là khi mà toàn thân, tức là toàn cái thân của mình nó chuyển động theo hơi thở. Có người nói là toàn thân là thuộc về thân hơi thở. Thì như vậy cái nào là đúng? Dạ con cũng thỉnh sư Quan Hỷ ạ. Nam mô Phật Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Chư sập phá cả giá thì toàn thân là toàn bộ hơi thở. Mà toàn bộ hơi thở mình được biết, toàn bộ hơi thở là biết cái điểm nào, biết một điểm mà thôi. Ngài Sở Diệu Tạ, Ngài có thí dụ, chúng ta không nhớ trong bài kinh nào, giống cái cưa đó. Cái cưa nó có nhiều lưỡi, khi mình đẩy qua đẩy lại mà mình cưa một cái gì đó, thì mình để cái tâm mình chỗ cái niệm mình chỗ cái điểm tiếp xúc nào, như chỗ cái điểm đó mình ghẻ cái điểm đèn cho đó đi. Thì dầu rằng cái mấy cái lưỡi cưa trước sau gì nó qua rồi nó lại đó, không cần biết, chỉ biết một cái mấy một cái lưỡi cưa nhọn mình ở ngay cái điểm mình kẻ mà thôi. Đó. Mà biết ngay cái điểm đó vẫn được gọi là biết cả cả cái đường mà mình cưa qua cưa lại. Nghe không? Cưa qua cưa lại dầu rằng phải kẻ chỉ cái điểm chính đó mà thôi. Chứ mình đi theo đó mình biết đầu của hơi thở, rồi khoảng giữa hơi thở, quán sau hơi thở mình đi theo vậy đó, cái đó không phải là hành này, là thành thiền niệm hơi thở, nên nhớ chuyện đó. Chỉ biết một điểm mà thôi, dù mình để chỗ tiếp xúc nào trong cái dành lỗ mũi một điểm nào đó thôi. Rồi mình ghi cái niệm mình ở trong đó, thì nó vô bao nhiêu kệ nó ra bao nhiêu kệ nó. Mình biết điểm đó, tức là mình biết đầu đuôi, đầu giữa và đuôi luôn, hoặc ngược lại biết giữa đầu đuôi gì, biết hết một chỗ. Nhưng mà nhìn một chỗ mà thôi, nhưng mà mình nhìn một chỗ vậy đó, nhưng mà cái niệm với cái sẩm bạch chi giá nó phải biết cả cái toàn bộ cái nguyên cái từ cái lúc mà nó vô cho tới cái lúc mà nó ra. Nhưng mà chỉ nhìn một điểm đó mà thôi chứ không được đi theo nó. Đó, thành ra toàn thân chỗ này là toàn bộ hơi thở, từ lúc nó bắt đầu mà cái điểm đầu tiên nó tiếp xúc là nó chạy vô đâu, nó chạy kệ nó. Mình chỉ biết cho đó thôi, thì nguyên cái hơi thở dài mình chỉ thấy một điểm như đó, là nó vô tới hết hơi nó đi ra. Mà khi đi ra thì cũng chỉ biết cái điểm đó mà thôi. Là mình thở vô thở ra mà mình biết toàn bộ hơi thở là như vậy. Chứ còn mình chạy theo nên biết toàn bộ hơi thở, cái đó là nó không trúng rồi. Vậy không có lý do mà mình để chạy theo đối tượng đó. Mình chạy theo chỗ cái cảm giác tiếp xúc chỗ đó mà thôi. Đó là gọi là toàn biết chỗ đó là biết toàn bộ hơi thở, tức là sập phá ca giá đó.
Nghe thở ra thở vô chỉ biết một điểm là tự được gọi là biết hết. Thế còn nếu mình chạy ra chạy vô chưa chắc biết hết được. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú, dạ, kính thưa vị Bà Lưu Tông. À, nhưng mà có một số quan điểm người ta không có đồng ý cái vấn đề này. Người ta nói rằng khi mà nói rằng là mình có một cái niệm, tức là giờ có nó biết ngay lỗ mũi rồi, nó vô trong mình cũng biết, mà nó vô tới bụng mình cũng biết, thì người ta chia ra làm ba giai đoạn, rồi đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, rồi đoạn đầu thở ra, đoạn giữa, đoạn cuối của thở ra, người ta vẫn có chánh niệm, vẫn có ghi nhận, vẫn có sự biết rõ, thì như vậy thì có gọi là đang hành về cái pháp mà tứ niệm xứ này không ạ? À? À, còn tỉnh sư giải thích kỹ hơn chút xíu về cái chi tiết mà trong, hình như con nhớ là trong một chú giải nào ta nói cũng vậy, theo ba giai đoạn như vậy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hèn, dạ kính thưa chư vị, ba giai đoạn nhưng mà chỉ biết một điểm mà thôi, còn bây giờ nó ra ngoài rồi mình dựa vào chỗ nào để biết nó ra khỏi cái lỗ mũi rồi mình dựa vào chỗ nào để biết đó, mà hãy nó chung vô trong qua khỏi cái lỗ mũi rồi nó vô trong cái xuống nó xuống tới 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 phổi rồi làm sao mình biết được, bây giờ hỏi thật sự làm sao biết được thấy không? Nó cái chỗ biết là chỉ có một điểm tiếp xúc đó mà thôi, chứ làm sao biết động lực này vô trong sao biết, mà nó ra ngoài rồi biết biết làm sao, bây giờ nó khỏi lỗ mũi rồi biết biết là biết thì sao, thấy không? Thành nó cái toàn bộ thở là do chú giải giải thích, chứ chúng tôi không có tự động tự tiện đâu, chú giải giải thích đàng hoàng. Mà bây giờ mình cứ đặt trường hợp mình đi là nó chưa vô làm sao mình biết nó đang ở ngoài, cho tới khi nó tiếp xúc mình mới biết có nó chứ. Rồi cái nó đi qua khỏi cái đó là mình, nếu mình đi theo nó làm sao mình biết được cái điểm tiếp xúc là điểm nào phải không? Mình cứ nghĩ cho nó thực tế một chút chứ, họ không nói cái chuyện đó của họ chứ mình phải cho thực tế, mà thực tế rồi bây giờ mình không biết chắc chắn cái thực tế đó được hay không được đó. Quý vị cứ tập cố gắng để tập trung một điểm đó thôi, coi kết quả nó có hay không có biết liền à. Có nhiều người đó, của cái mà thường chúng tôi thấy giải thích đó, trong chú giải chúng tôi không thấy, nhưng thấy ở ngoài hay giải thích đó, là mình niệm hơi thở thời gian sau mình không thấy hơi thở, cái đó nói cái đó là trật lất. Hơi thở nó càng vi tế, tâm mình nó càng vi tế thì hơi thở nó càng vi tế, mà cái thở nó vi tế nó phải vi tế hơn chứ làm sao mà cái tâm mình nó không bắt được cái hơi thở là sao? Đó là tại vì mình chạy theo là nó mất liền. Mình chạy theo nó ra ngoài, mình còn đi theo để mình biết cái đuôi nó nằm đâu à, phải không? Nó chưa đụng làm sao biết cái đầu nó nằm đâu đó. Nên nhớ là không có chạy theo nó, chỉ ghi một điểm vô cái điểm nào mình phải tập trong cái dành lỗ mũi, coi cái điểm nào là sẽ rõ nhất đó, ghi từng điểm làm tới rồi biết liền à, chứ đừng có chạy theo nó, chạy theo làm sao biết toàn bộ hơi thở được, thấy không? Nam mô Bụt Thầy á. À, sao thôi sao thôi à, cái chuyện đường tàu lưu thông rất là rõ ràng ha các quý vị. À, những cái bài học này, những cái câu này là rất là hay, quý vị nên ghi nhận. À, không rất ít sách mà để mà nói lên những cái vấn đề này đó nha, nắm bắt liền. À, thì trong cái vấn đề này cũng có cái câu Đức Phật nói an tịnh thân hành, mà mình nói là an tịnh thân hành tức là như thế nào là an tịnh thân hành, rồi thở vô rồi vị ấy tập. Tại sao ở đây Đức Phật lại nói là tập mà ngài không nói là liễu tri, hay ngài không nói là tuệ tri, ngài không nói là tỉnh giác, mà ngài lại nói là tập? Và tập là sao? Tới cái chữ dịch chỗ này thì con không thấy, không có make sense chỗ này chứ, mà thì như thế nào là tập, tức là mới tập sự hay sao? Dạ, con thỉnh sư ạ. Cái chỗ chữ đó là chữ quan sát, chứ mình nói mình dịch tạm biết cái gì dịch là như thế nào tôi không biết, nhưng mà thấy là nó là quan sát. An tịnh thân hành là tăng thân hành, tức là cái hơi thở mà nó bắt đầu nó điều hòa rồi đó, thường hơi thở nó không có điều dài ngắn khác nhau, khi nó hơi thở điều hòa đó là mình tập quan sát cái hoạt động của nó, đang quan sát đó. Tại nó thường thường có những cái mà khi mà mình dựa vào hơi thở đó là mình quan sát không đúng cách, thành ra nó mới đưa ra nhiều chuyện. Và chuyện làm người ta hiểu lầm, ví dụ như bây giờ cái phòng xẹp đó, nó không liên quan tới hơi thở đó, không liên quan tới hơi thở,
Nhưng mà mình cứ nghĩ mình thở vô làm cái bụng nó phồng ra, không phải. Nó không có, cái đó là nó không có make sense. Bởi vì khi mình hít vô đó, thở vô tới phổi thôi. Cái phổi nó nở ra, nó đè hoành cánh môi xuống, hoành cánh môi nó đè hơi thở có sẵn trong trong bụng mình, nó làm cái bụng phồng ra, nó nhớ hơi thở có sẵn. Mà cái ở trong trong thân mình nó có tới 6 loại khác nhau. Thì mình chỉ quán hơi thở mà làm bụng phồng ra xẹp lại thôi, chỉ cái hơi thở đó mà thôi. Hồi xưa chúng tôi có hỏi vị thiền sư mà ở trên trong cái trường thiền Ma Si đó, chúng tôi hỏi quán cái đó để làm gì và để thấy cái gì. Ông ta chỉ nói có một câu thôi là chịt tà chá qua vô tha tụ, nghĩa là để trạng thái của chất gió nó phát sinh do cái từ trong cái bụng mà thôi, chứ không phải là mình thường mình nhìn là mình nhìn phía ngoài cái bụng là nó niệm quản thấy gì hết lại vậy đó, nó không đúng. Niệm quản chỉ là banh nhất tị thôi, phải không? Thành ra khi mình quan sát đó để mình thấy. Còn chữ thân hành đó, tức là cái chữ thân hành cho nó chỉ hơi thở đó. Ví dụ như mình nói là thân hành, khẩu hành, thì ý hành gì đó, trong 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 phẩm sẵn khả gia ma cài giải thích rất rõ ràng. Ví dụ cái gì nào có gì rảnh mới thấy những cái này nó liên quan tới cái pháp hành này đó. Thì những cái đó để cho mình thấy là mình quan sát hơi thở cho tới cái lúc mà cái mình gọi là hơi thở an tịnh, là tại sao vậy? Cái tâm mình lúc đó nó an tịnh, mình nhớ cái chuyện đó, cái tâm mình an tịnh thì mình mới quan sát cho nó rõ ràng hơn. Cái lúc đó là mình quan sát để thấy nó rõ ràng hơn, chứ không phải là quan sát để làm gì. Thấy cho nó rõ ràng hơn rồi nó mới đưa tới chuyện khác được. Chứ nếu mà cái tâm mình nó chưa an tịnh thì cái hơi thở nó không thể nằm yên được. Hơi thở mình nó đi theo cái hơi thở mình mà mình quan sát đó, gọi là chịt tà giá qua vô đó. Cái hơi thở thường đó, cái hơi thở mà mình hành để hành thiền tứ niệm xứ, nó gọi ạch xá xạ bạch xá xạ qua vô. Không, quý vị để khác nhau chứ quái, nếu mà học Bali được khác nhau. Cái hơi thở mà mình dùng để hành thiền chỉ thì nó gọi là ạch xá xạ bạch xá xạ qua vô, tức hơi thở ra tới vào. Nhưng mà khi cái hơi thở mà nó vô trong trong người, ví dụ như phòng xẹp đó, cái đó không gọi là ạch xá xạ bạch xá xạ qua vô nữa. Nó là hơi thở một trong sáu cái loại hơi thở nó có thẳng trong người, thành cái loại hơi thở đó mới quán được. Chứ còn là hơi thở đi lên mình quán được, mà đi xuống không quán được. Hơi thở đi xuống là biết, trong lúc mà mình ăn mít hột mít luộc thì cái quay vô mà nó đi xuống sao mình quán được, thấy không? Quán cái khác mà đi lên vậy đó. Ví dụ mình ăn cái gì không tiêu mà nó đi lên mình đỡ rồi quán cái chất gió đó quán được rồi, thấy không? Đó, thường mình quán có những cái loại chất gió quán được, mà loại chất gió quán được có 6-7 loại khác nhau đặng, chứ không phải mỗi loại. Đó, thành ra khi mình quan sát ở đây đó, quan sát hay là quán ở đây đó, là quán với cái tâm mà niệm, nghĩa là quan sát hơi thở một thời gian sau rồi cái tâm mình nó bắt đầu nó an tịnh, thì cái hơi thở đó nó cũng an tịnh. Bởi vì nó là chịt tại trái qua vô mà, hơi thở nó cũng an tịnh như thường. Thành ra khi an tịnh rồi cái sự quan sát đó nó mới mang lại những cái kết quả khác. Chứ còn bình thường là nó không có quan sát, mình quan sát cũng không có mang lại kết quả gì đó. Thành ra đó là những cái mà phải từ từ mình tập. Chứ còn nếu mình đọc ở ngoài, như khi mình đọc mình không hiểu đâu. Cái đó phải dựa vào sự giải thích của một số chú giải hoặc sớ giải. Thì họ có giải thích thì mình hiểu thêm lần lần. Nam mô Bụt Thầy. Sao thấu và kính tri ân từ tòa Lý Tông. Thì chúng ta xác định lại cái hơi thở nó là một cái khác, mà cái chất gió trong bụng mình lại là một cái vấn đề khác nha. Chuẩn bị quý vị phải xác định rõ ràng để thôi mình lầm lẫn. Nói ra cái mấy người phòng bệnh hình ta không biết, những người nhà khoa học kia người ta nói mình nói tào lao. Mình hít vô là gió là hơi thở, nhưng mà cái bụng phòng xẹp với gió khác. Vấn đề này sẵn này qua cái phòng sạp luôn. Con tỉnh sư Văn Hỷ giải thích cái vấn đề phòng sạp kia mà nói đặt niệm trước mặt, thì nếu mà những gì mà ta tu theo cái pháp phòng sạp thì người ta đặt niệm trước bụng thì như vậy không biết có đúng hay không. Trước mặt mà giờ trước mặt không có gió giờ đặt trước bụng, khi mà đặt trước bụng như vậy cái bụng nó phồng lên, cái bụng nó sẹp xuống, thì cái hình tướng bụng phồng lên sẹp xuống vậy thì chắc chắn là mình không có thể nào mà tránh khỏi. Cái tâm mình luôn luôn là nó phải đi theo cái đó. Thì làm thế nào để mà tu để quán được cái thực tính pháp ngay trong cái trạng thái mà luôn luôn ở một cái chế định pháp như vậy? Con cụ thỉnh sư Quan Hệ giải thích cái phương pháp làm thế nào để mình loại trừ được cái chế định pháp mà để đi sâu vô cái thực tính pháp trong
phương pháp phòng dập nè. Nó mô bất tài Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hèn Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thì cái bản chất của gió là gì biết rồi, thay vì mình quan sát cái tại vì mình quan sát cái bụng chứ mình không có quan sát cái khả năng cái trạng thái mà nghĩa là dao động, nghĩa là mình nói là sự di chuyển của chất gió bên trong, sự chuyển động đó. Cái sự chuyển động của chất gió bên trong làm cho cái da bụng nó đẩy ra hay đẩy vô, nhưng mà tại vì thường mình không có học để mình hiểu rõ ràng về sắc pháp, thành ra khi mình nhìn cái bụng mà nhìn vô cái bụng là biết đặt rồi nói vậy đó, đúng không? Bởi vì cái bụng nó không phải là thực tính pháp, nó cũng không phải là chế định pháp mà có thực tính pháp để bảo đảm cho cái đó có thật đó. Còn cái mà mình có thật là mình quan sát, còn xếp là mình quan sát nghĩa là cái trạng thái căng phòng hay cái trạng thái mà co giãn của cái chó bên trong cái bụng đó. Nhưng mà thường thường là mình cái tâm mình vẫn còn dính trong cái bụng là mình làm cái đó không được, làm dính trong cái bụng là làm không được. Nghĩa là làm sao mình, nghĩa là mình học mình hiểu đầy đủ những một số cái tiêu chuẩn về trợ tủ khắc là nạ của phải gió, chất gió đó, thì mình phải dựa vào đó để mình quan sát cái sự căng phòng rồi sẽ nghĩa là mềm vậy này, ông sùm này kim sùm một thời gian lâu rồi bắt đầu mình mới nhận dạng được cái trạng thái đó thôi. Chứ còn không là thường là mình vô rồi các chia thiền sư cái dạy mình niệm phòng sẽ bà mình niệm riết cái mình dính mắc vô cái bụng chứ mình không có dính mắc vô cái khác, thành ra nó mới trật cái chỗ đó. Thật sự ra đó, cái phòng xẹp là từ cái quan sát cái sự chuyển động, cái trạng thái chuyển động của chất gió mà nó có ở trong đó, chứ không phải là mình quan sát cái sự di chuyển của cái da bụng, mà phải quan sát cái sự căng phồng hoặc là cái sự co rút của chất chân của cái lực bên trong đó, mình gọi cái lực cho nó dễ hiểu. Cái lực bên trong tức là chất gió nó bị bóp lại rồi nó bị giãn ra, nở giãn ra giãn này kia trong đó, thì cái đó là cái người học về sắc nó phải vững. Cái thứ hai là phải có vị thiền sư mà chỉ rõ từng điểm từ 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 vậy đó mới có khả năng đi tới đó thôi, chứ còn phải dễ đâu. Nhớ phòng xẹp là cái chuyện rất là khó, và quan sát cái sắc pháp trong lúc vừa nương vào cái chuyển động của cái bụng. Nhưng mà đa số mình tới đó mình hành mà mình không hiểu được, mình không có học về sắc pháp, thành ra mình cứ quan sát cái bụng. Mà quan sát cái bụng thì rốt cuộc rồi nhiều khi nó phồng mà nó không xẹp này rồi mệt lắm chứ không phải chơi đâu. Nó quan sát cái bụng là nó phải trật rồi chứ gì nữa. Bởi vì cái bụng này trong thiệt chỉ cũng không có, trong thiền minh sát lại càng không có, mình quan sát cái đó là nó thành cái gì bây giờ. Bởi vì lựa trong 40 điều mục thiền chỉ rồi chỗ nào là quan sát bụng không có. Mà tối ngày mình cứ quan sát bụng học bụng sẽ là mình từ chết tới bị thương thôi. Nó mô bụt thai giá. Sao đúng, kính chào từ tạo tới tông. Quý vị để ý nha, nó phòng rồi nó không sẹp là coi như xong game. Phòng xong đứng luôn rồi chuẩn bị giảng tuần. Kính thưa quý vị, kính lễ từ tạo lưu tông trong cái vấn đề phòng sẹp này cũng rắc rối lắm nha, có nhiều tranh cãi dữ lắm vấn đề này. Thì nếu mình nói về cái sự chuyển động của gió thì những cái tông phái khác người ta cũng nói là người ta làm đúng, chẳng hạn như những cái phái bệnh khí công, nó luyện về khí công họ hít vô cái sự chuyển động gió rồi họ giữ chất gió rồi chuyển xuống là tiểu châu thiên, đại châu thiên, thì cái họ dẫn chất gió chạy đi, thì họ vẫn nói họ là đang quan sát về cái chất gió, cái sự chuyển động của chất gió. Thì như vậy cái sự khác biệt giữa cái thiền quán giữa cái thiền luyện khí công về cái cũng bản thể gió như vậy, thì theo sư nó có sự khác biệt như thế nào ạ? Dạ, còn Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hèn Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Người ta luyện khí công là người ta chỉ dựa vào cái sự di chuyển của chất máu trong các mạch máu á, người ta dựa vào đó chứ người ta không dựa vào chất gió, nên là nhớ cái đó, phải dựa vào cái đó, đi từ cái huyệt đạo này tới cái huyệt đạo khác rồi đó, nên người ta dùng cái tâm để người ta điều khiển cái sự di động đó. Nhưng mà nhiều khi nó thành tưởng cũng không chừng, nó không có gì chắc chắn hết đó. Nhưng mà nếu cái tâm lực họ mạnh thì dùng cái đó để di chuyển vậy, thì họ nghĩ rằng cái chất gió đó nó đi chứ không phải. Cái khí công tức là mình luyện về để phương pháp mình di chuyển một cái
cái lưu lượng mà máu trong người mình từ cái điểm này sang điểm khác mà thôi. Nhưng mà điều kỳ họ nói cho nó hoài cho nó không giống như cái sự quan sát cái hơi thở của mình. Mình nhớ quan sát hơi thở đó. Nếu vậy chúng tôi lặp lại là chịu khó gì nghiên cứu về chất pháp cho nó vững nó để tính ra coi khi nào mà mình quan sát à xa xa qua vô, khi nào mình quan sát ba la mắt thả qua vô, khi nào quan sát cái gì đó thì cái đó nó có hết. Mà có những cái điều kiện để mình quan sát để mình thấy nó, thấy qua cái điều kiện mà nhân gần nhân xa của nó đó, hay là cái điều kiện mà thay đổi gì đó thì mình thấy cái đó thì mình quan sát mà được. Còn cái khí công nó không liên quan tới vấn đề hơi thở hết á, mấy không nói trời nó nói cho hoài cho nó không có liên quan đến vấn đề hơi thở đó. Mà khi mà nó đã không liên quan tới vấn đề hơi thở thì không thể nào mà có cái chuyện mà giải thích theo cái loại thiện của cho giáo pháp Đức Phật được. Nam mô Bích Thầy á. À, sao đó à, kính tri ân từ bà Lưu Văn à, thì cũng trong cái vấn đề này tôi cũng thấy có một số những vị là chỉ cho những thiền sinh đó, khi mà ngồi về quán phòng sạp đó, nếu mà không thấy được á thì gì đó kêu lấy cái tay mình để lên cái bụng á, mình đè 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 cho cái bụng á, vừa ngồi thiền vừa nhịp 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 cho để cho mình cảm nhận được cái sự chuyển động của giáp chó. À, còn nếu mà làm vậy mà không thấy được nữa đó, không có nhận ra được nó thì nín thở, hít sâu vô nín thở thiệt lâu rồi cái thở chịu nổi thở ra thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ thấy rõ lại, thấy rõ lại cái sự chuyển động của gió. Thì như vậy thì theo những cách này thì ABC nó có hiệu quả không ạ? Con cũng thỉnh sư giải thích cho Phật tử được nắp rõ luôn ạ. Dạ, mời Phật. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hay Nhà Kinh Thưa Như Vậy. Nó không có hiệu quả gì đó, bởi vì mình nghĩ cái chất gió làm cho bụng phọng là nó đặt rồi. Cái chất gió mình quan sát được đó là ạch xa xạ bạch xa xạ qua vô, nó vô tới phổi mà thôi. Thì làm sao mình dựa mình nói cái bụng phọng lên phọng xuống là do chất gió đó được. Thành ra có dùng cái cách gì giải thích cách mấy cũng tới chừng mình tập nó không thành công đâu. Không thành công đó. Tại vì mình có đè xuống đi nữa thì cái chất gió mà nó làm cho bụng phọng cũng sẽ nó đâu phải là ạch xa xạ bạch xa xạ qua vô, thấy không? Mà nó không phải, tức là mình đã nhìn sai đối tượng rồi. Mà khi mình nhìn sai đối tượng thì mình có nhìn hoài nhìn tới đâu nó cũng không có lợi ích gì nhiều. Cùng lắm mà tập cho cái niệm mình mạnh trong cái việc có năng lực trong việc nắm lấy đối tượng mà thôi. Nhưng mà cái đối tượng mà bổn phòng sẽ là chế định chứ không phải là paramattha. Cái chất gió mình thở ra thở vô cũng là chế định rồi là xa xa qua vô chứ nó đâu gọi là ba ra mắt thả qua vô bây giờ đâu. Nó như vậy nó nhớ chuyện đó nó quan trọng lắm chứ nó không phải nó không quan trọng đâu. Mà mình đã sai rồi thì mình có dùng cái phương tiện gì nữa thì nó vẫn không có đưa tới cái mục tiêu rồi. Mình leo lên xe mình đi sai rồi làm sao mình đi tới nơi được, mà giờ mình nói cho nó quay, phải không? Nam mô Bích Thà Dạ. À, xa thôi là kính giờ nghe từ tạo với con. À, nhưng mà vậy thì cũng giúp được cho những Phật tử, những Phật thiền sinh cũng có được cái niệm, cũng ghi nhận được chức đỉnh, an trú được cái niệm được, cũng tương đối cũng đỡ và gì cũng có lợi. Rồi bây giờ mời quý vị nha, nãy giờ cũng khá lâu rồi đó nha, giờ mời MC lên để giúp cho quý vị đặt câu hỏi cho từ tạo với con giải thích cho mời quý vị. Dạ, con tính đọc câu hỏi của Định Tệ Song Tu. Dạ, kính cảm ơn Vinh Kinh nhiều. Quan sát hơi thở vô ra ở một điểm trong mũi, có phải khi đó Pháp Chân Đế là cảm giác lạnh ở điểm đó phải vậy không, kính thưa sư? Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bích Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa sư quý vị, thật sự ra cái chất gió mà giờ tôi lấy cái kiến một chút, cái chất gió đó thì nó có cái chất gió nó nằm trong người mình, nó có tới 6 loại khác nhau đó.
Nói chung chất gió nó có nhiều loại, tùy theo cái ấy mình ấy, chất gió nó nằm trong người mình á, nó có sáu loại. Tức là nó gọi là ụt thăng khá mát hòa vô, tức là cái chất gió, cái chất gió nó đi lên đó, chất gió nó lại lên đi lên đó, rồi à thô khá má hòa vô, rồi chất gió đi xuống, chất gió xuống, rồi cái cụt chỉ thả hòa vô, tức là nó chất gió nằm trong bụng á. Cái thứ sáu là cột thả xạ giá hòa vô, tức là cái chất gió mà nó nằm ở dưới cái ruột non ruột già của mình đó. Cái thứ bảy là ăn khá măng kha nú xả đi hòa vô, tức là cái chất gió đó là nó nằm trong khắp tất cả cơ thể của mình để nó giúp cho mình giơ tay giơ cẳng rồi là chất gió lại đó. Đó còn cái chất gió mà nó gọi là chế định đó, là tức là bạch xá xạ qua vô, giống như chúng tôi nói nãy đó, là nó giúp cho mình hải chai, giúp cho mình thở ra thở vô đó. Thì cái chất gió mà nó, cái chất gió mà thường mình dùng để quán cái mà gọi là phòng xẹp đó ha, thì cái chất gió đó nó gọi là cột chịch thạ qua vô. Bởi vì nhớ cái cột chịch thạ qua vô, đó là chất gió đó nó nằm trong cái ấy của mình đó. Nó có năng lực là nó co giãn, nó làm cho cái bụng phồng ra, bụng xẹp là do cái chất gió đó, chứ không phải là xa xạ hay là mấy cái loại khác. Cái loại đi lên đi xuống nó cũng không liên quan tới cái bụng phồng ra bụng vô đó, là chỉ có loại đó không. Thành ra khi mà quan sát để thấy cái đó nó gọi là thấy cột chịch thạ qua vô tha tụ đó. Đó là để thấy cái trạng thái của cái chất gió đó mà thôi. Nếu mà người nào hành phòng xẹp mà cho đúng để có thể thấy cái này cái nọ đó, thì phải quan sát loại chất gió đó mà thôi, là gọi là thực tinh pháp đó, bà mắt thả qua vô, cái tên nó là cột chịch thả qua vô ha. Còn các loại khác thì không ăn thua gì đó, quý vị có nhìn cái máy nó cũng không có, mấy vị nhìn vô cái bụng mà nó phồng ra và cũng vô, mà quý vị nhìn cái loại chất gió khác thì không có được ha. Thì cái lực đẩy nó có sáu cái chuyện vậy đó, nghĩa là gió đẩy lên, ví dụ mình ở gì đó, gió đi xuống nó ra, cái gì cũng biết rồi đó. Rồi cái thứ hai, gió có sẵn trong bụng của chịch thạ qua vô đó. Rồi cái gió trong cái ruột non ruột già mình đó, lâu lâu cái quý vị nghe sôi ruột đó là do cái chất gió đó nha. Đó rồi cái chất gió nữa là nó nằm ở tất cả cái cơ thể của mình để làm gì, ví dụ giơ tay lên rồi này kia, đó là do cái sự chuyển động của chất gió nó làm cho mình giơ tay lên được, hay là mình giơ cây, là mình ngồi xuống đứng dậy được, nó do chất gió mà nó nằm từ đầu tới chân cẳng của mình. Thì cái đó mỗi cái nó có cái khác. Ví dụ quý vị quán về đi đứng nằm ngồi này kia đó, thì quý vị phải quán cái chất gió mà nằm có sẵn trong cơ thể đó. Chứ không phải là muốn quán chất gió nào cũng được đó. Nó có những cái loại vậy, thì khi mà mình học trong tán pháp tục được chia ra vậy đó, thì mỗi cái chất gió nó có một cái khả năng để khi mình hành thiền mình xác để mình nhìn nó. Mà khi nào mình nhìn nó như vậy đó thì mình mới biết nó là cái gì. Chứ còn nếu mà không ấy, không bao giờ có đó. Còn mà nếu mình quan sát một cái điểm thở ra vô lỗ mũi đó, là khi mình có cảm giác nóng hay lạnh ở cái điểm đó đó, tức là chúng tôi nói nhiều lần trên này rồi, cái chất gió nó có 5 cái cách để quán khác nhau. Thứ nhất là quán theo thiền chỉ, 4 cái cách kia đó là quán theo thân thọ tâm pháp. Thành ra khi mình dùng cái hơi thở đó, nhưng mà khi mà cái phản ứng khác nó ấy đó, ví dụ như mình đương ngồi mình thở thì như người mình cảm thấy nó nhẹ nhàng này kia ông sùm đó, là nó mình nếu có khả năng là mình đã quán thọ được rồi, chứ không cần phải đi đâu xa đó. Còn nếu mà trong lúc đó mình quán thọ không được, thì mình dựa vào cái đó để mình quán qua pháp. Pháp là sao? Là tại vì thọ nó nằm trong cái ngũ uẩn. Mình đã quán ngũ uẩn hay là quán những cái điểm gì khác đó, nó nằm được trong cái 4 cái pháp để cho mình quán hết đó. Đó, chứ không cần thiết gì là một. Thành ra dầu rằng mình có quán hơi thở, mình ban đầu mình dùng hơi thở đó, nhưng mà nó có thể nó qua mấy cái điều kia cũng được, chứ không phải là bắt buộc phải ở trong hơi thở hoài. Người nào mà nói hành thiền tới xíu mà ở trong một cái quán thân hoài hay quán thọ quán tâm hoài một cái, là cái đó là mình nói chơi được, chứ nói thiệt làm sao được.
bởi cái thân này là nó thay đổi liên tục từ điểm này qua điểm khác. Bây giờ mình đương thở vậy đó, rồi nhiều khi cái hơi gió ngoài nó vô lạnh nó làm cho mình nhảy mũi, rồi không lẽ mình vẫn niệm nhảy mũi à, cái đó đâu phải vừa thiền minh sát nữa, nghe không? Nên mỗi con người mình nó có cái cảm giác như thế nào có thể quán thọ đó, hoặc là con người mình bực bội trở lên thì mình cái tâm mình đó là tâm gì, ví dụ như là tâm sân thì mình phải quán là tâm cũng được, hoặc là tâm sân mình quán về truyền cái trong quán pháp cũng được, chứ đâu phải lúc đó cái niệm mà nhảy mũi à thì thôi chứ nói gì nữa, cái đó đâu có thiền nữa, cái đó là làm gì chứ thiền gì, thấy không? Nó phải biết những cái chuyện đó để hành cho đúng. Còn mình không học cho đúng mức đó, ai nói sao mình làm vậy, ai nói bậy mình làm theo là mình lỗ vốn, ai lỗ vốn, phải không? Nam mô Bích Thầy dạ, đó là trả lời luôn hai câu, câu của Định Tuệ Tu, câu của như thật đó. Nam mô Bích Thầy dạ. Tại vì lý do cái gì cũng hơi thông cảm nữa, ở ngoài nó cắt cỏ nó làm nó ồn quá ra, lúc được nghe được lúc không. Thứ hai là bữa nay ở đây nóng tới 9 mấy độ, nên cái quạt máy kế và chúng tôi nó hơi có tiếng ồn chút, quý vị thông cảm dùng. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ xin quý anh chị có câu hỏi gì xin đánh lên màn hình ạ. Dạ sư đã trả lời trong hai câu hỏi đó rồi ạ. Dạ như thật đã sa thúc kính tri ân sư, và nghe rất rõ và quan hỷ với sự giảng giải của sư. Dạ kính mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ con thấy câu hỏi của Thi Lâm. Kính thưa ngài, khi bị phi nhân nhập vào, có phải mình niệm bài kinh niệm chính ân đức Phật để trục xuất nó ra khỏi không ạ? Kính tri ân ngài. Dạ con kính gửi mít đến ngài. Nam mô Bích Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hề Giả. Kính thưa chư vị, thật ra phi nhân mà nó vô thì nó có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng mà nếu mà loại thường mà cái tâm mình có năng lực mạnh thì mình có thể mình tụng kinh cái đó cũng được. Nhưng mà trong các bài kinh mà chúng tôi học đó thì có bài kinh mà để dùng cái trị cái đó đó, gọi là bài kinh Ata Na Tỷ Giá Sô Tạ. Bởi vì là trong cái sách tôi tụng kinh hàng ngày đó có cái bài Ata Na Tỷ Giá Sô Tạ, trong chú giải có giải thích dùng cái đó đa, nhưng mà đã mấy sư ở bên Thái Lan Điện họ cũng đều dùng cái đó để khi nào có người bị người âm để vô tụng đấy ra. Nhưng mà trước khi tụng là phải có một số cái điều kiện theo chú giải cũng giải thích đàng hoàng, ví dụ như là không được dùng tịch hay dùng gì đó, thì lý do đó nhiều khi cái chúng sanh mà nó vô cái người của cái người đó đó, nó là ngạ quỷ đi, mà ngạ quỷ mà nó mình ăn thịt ăn gì còn có mùi hôi, cái nó tưởng mình là bạn nó là chết, nó bỏ người đó nó vô mình không thì không, thấy không? Thành ra nó có một số cái điều kiện, hay là không được ăn đậu phộng gì ông sùng đó quý vị vô chịu khó lật cái chú giải đâu quý vị coi để quý vị thấy nó có nhiều cái chuyện nó nhiều cây đó chứ không phải dễ đâu. Tôi muốn tụng cho nó ra là như vậy đó. Ngày xưa mà chúng tôi hồi có thời gian ở rừng đó lâu lâu rồi, kế đó cái chùa mà chúng tôi ở đó nó có hai phần, phần trên là chùa, phần dưới là trường thiền, nó là thiền. Cái trường thiền sao nó mới làm sau này à, còn cái chùa nó có lâu, chùa nằm trên núi, trường thiền nằm phía dưới, tại phía dưới là cái nghĩa địa, cái nghĩa địa của mấy cái ông Tàu đó, sau này con cái họ đi hết rồi bỏ đó, cái để nghĩa địa để mã lạng nhiều lắm, cái họ dâng cho chùa. Chùa mới làm cho cái chỗ thiệt này cho mấy ông sư. Thì vô đó thì lâu lâu cái người ta ở trên chùa nó có cái lò thiêu, người ta đem xác chết tới thì thường ông sư cả ông kêu phải đi lên để quán xác chết. Quán xác chết. Hay mỗi lần đi về đó thì thường đó là đi trị bệnh về có những cái loại mà không được ăn. Ví dụ như đậu hay gì đó, nghĩa là kể là nhiều thứ lắm không được ăn. Phải ăn mà có mùi mình lên mà đứng mình quá sẽ chết, là coi chừng nó kiếm chuyện như mình đó. Nó nghe cũng khủng khiếp lắm chứ hay không đó. Rồi tới cái ngày mà đi ra mà để đốt cũng vậy,
ra là phải biết cách đi chứ không phải ăn vé đâu. Ra đó là phải coi coi gió hướng chiều nào, rồi mình phải đứng 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 ngược gió cho mình, đứng xuôi gió không được, xuôi gió là nó thổi lỡ mình có mùi thì cũng phiền. Nó đứng để coi coi đốt rồi đốt, nghĩa là đốt hơi khơi vậy đó chứ không có ấy gì đó, đốt hơi khơi vậy đó. Để mà mình nói chơi nghe thì nó dễ, cho nói thiệt đó quý vị, đi coi là vậy quý vị khỏi ăn cơm luôn. Cả tuần lễ chúng tôi ăn cơm cũng không được, tại vì khi mà nó mới châm vô thì nó có mùi thơm lắm quý vị, thơm giống như là barbecue vậy đó, chẳng phải giỡn đâu. Nhưng mà nó nóng lên thì nó không coi, nó dở cẳng lên. Hai ông đứng hai đầu, nó hai ông sập rờ đứng hai đầu, đè cẳng coi, mỗi ông có hút cây đè cẳng, đè tay xuống, nó dở tay lên. Nó nóng hồi đó, nó ngóc đầu dậy, chui chào. Chúng tôi về cái tối nằm ngủ rồi, cái thấy nó ngóc đầu. Cả tuần lễ ngủ không được. Mà lúc đó nó nói chứ nó cũng ớn, nhưng mình không biết. Chứ không phải là đi tiệm quán xác chết, không phải người nào cũng đi quán được đâu quý vị. Nó rất là rất là dễ sợ, ghê gớm lắm. Thành ra nó có nhiều cái chuyện binh công như vậy đó. Thì bây giờ cũng vậy chứ, thơm lắm. Thơm là cái là bắt đầu là nó đưa tay đưa cẳng lên. Thành ra nhiều khi nó không phải nói chứ, nhiều cái mình đi coi mấy cảnh đó rồi đó, nếu mình chưa có đủ năng lực có những cái pháp quán đó, nhiều khi về mình ớn, mình không muốn ăn cơm ăn gì đó, để mình thấy cái mùi thịt nướng mình cũng ớn, hay cái gì mùi thịt gà rồi này kia rồi cũng ớn, nhưng mà ớn vài bữa hả, bữa mấy bữa sau đói thì cũng làm tốt hết đó. Nó có những cái chuyện này là phải coi kỹ lại nhân thuộc loại nào mới được, chứ còn nếu không phải là lúc nào cũng tụng ăn Đức Phật Đức Pháp, nếu mà phi nhân đó thuộc loại Atula thì mình tụng ăn Đức Phật Đức Pháp nó cũng không có sợ. Hoặc là những cái vị kinh nó có năng lực hơn. Nhưng mà kinh chúng tôi thấy thường hay, nếu mà mấy ông sư có nhiều ông có khả năng đó, ông tới thì tôi không tụng bài kinh này với là thêm bài kinh tâm tư rồi nữa thôi. Còn cái nhiều khi tụng mấy cái đó không xong là ông hẹn mấy ngày sau ông lại để ông tụng cái bài kinh Atanatiyasutta này nè. Là nó có nhiều chuyện giống như cũng kể là không được ăn đậu, ăn gì trong thời gian đó, để cho người nó đừng có mùi hôi. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy đó. Kính lễ Chư Tôn Đức Phật này, chào các bạn. Sẵn dịp ma lại còn hỏi con tỉnh hỏi sư vấn đề. Ngày xưa lúc mà con tu chung với một con sư, ổng có một người yêu, người yêu chết mà chết trên tay ổng. Người yêu còn trẻ, lúc ông sư còn trẻ, tên gì con cũng quên, lúc đó con cũng còn trẻ. Thì chung phòng thì ông kể ông lúc mà ông với cô đó thương nhau thì cô đó bị tai nạn, cái ông ẵm cô đó cứu, thì ẵm trên tay đưa lên ambulance xe đi, thì trên đường đi ông ôm bà đó, ôm cô đó thì cô đó chết. Thì sau đó ông xuất gia, tôi gặp ông kể là tối nào cũng thấy cô đứng đầu giường hết, tối nào cũng thấy cô xuất hiện ngay đầu giường, xuất hiện ngay đầu giường mà đêm nào cũng vậy. Ổng sợ quá mà ổng biết sao mà tụng kinh gì cũng hết á. Cuối cùng ổng mới nghĩ ra cái phương pháp là để giải tỏa vấn đề này, tức là ổng chấp nhận luôn, tức là giờ có người yêu là ma kế bên luôn. Thì vấn đề như vậy thì thầy vị sư thì làm thế nào để mà giải tỏa được cái vấn đề này, trong khi đó ổng dùng đủ cách mà không được. Dạ, con cũng thỉnh sư có phương pháp nào trị cái này không ạ? Dạ, nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch Chư Tôn Hiền giả, kính thưa chư vị. Có những người mà ta thiếu phước gì đó thì mình nên làm phước. Làm phước cho Chư Tăng hoặc là cho người ít nhất là phải tám giới trở lên. Làm hồi hướng phước báo cho họ. Thế chừng lúc nào họ nhận được họ ăn vui, bình thường thì họ ăn vui là họ không có phá mình rồi. Khi nào họ nhận được đầy đủ thì họ siêu sanh về khỏi khác chứ có gì đâu. Từ những cái chúng sanh mà nó đi lãng giảng cỡ ngang với mấy cái chỗ đó đó, thì thường chúng sanh đó thuộc loại ngạ quỷ hoặc Atula thôi, chứ nó không có phải gì khác đó. Thành ra nó cần phước. Nhiều khi mình tưởng tượng một phần, nhiều khi nó về đó có thể là không phải về thiệt, nhưng mà nhiều khi mình cũng tưởng tượng đó, mình nhớ thương, mình tưởng tượng ra có vậy. Nhưng mà cái nhớ thương tưởng tượng là cái chuyện vô ích, tại vì họ đã đi cảnh giới khác rồi.
Thì cái chuyện quan trọng là mình phải làm thế nào để mình giúp họ bằng cách mình làm phước, rồi mình hồi hướng phước báo, hồi phước báo cho họ để họ có khả năng để đi về ngôi nhà khác này, thì họ không phá nữa. Chứ thật sự nhiều khi họ không phải họ phá đâu, mà về họ để họ xin phước. Nhưng mà mình cái bản chất sợ ma quen là cái mình thấy lãng giảng bắt đầu mình sợ, kêu thầy pháp thầy bùa thầy ếm rồi này kia, mình làm hại con mình quan trái thêm gì người ta có ở đâu. Gặp mấy trường hợp đó là cái tụng, nghe mình tụng kinh được thì tốt, hoàn tượng mình đem mình bố thí vật dân cúng vật thực để chư tăng, nhờ chư tăng tụng kinh, rồi trong khi chư tăng tụng kinh bài cái bài mà gì đó Ada Sime Kasime đó, thì mình nghĩ tới cô đó, mình hồi phước báo cho cổ, làm vài lần như cổ có đủ phá có đi thôi chứ có đâu gì đâu. Nhưng mà còn mình mà không ấy sợ mình cái ấy là biết rồi, cái mình thấy cái giống như có cổ tới cổ về hoài cái mình kệ nó cũng sao sao. Hồi xưa cổ cũng thân thuộc với mình có đâu sợ, nếu vậy họ thật sự không có phá đâu. Nhưng mà tại vì họ muốn xin phước mà mình không biết thì họ cứ ra vô về hoài, giống như ăn mày mà nó biết mình có dư đồ, nó cứ đi tới lui để nó xin, rồi mình không cho thì nó cứ đi tới lui về hoài thôi. Khi mình cho nó ăn đầy đủ thì nó đâu tới phá mình chi nữa, thấy không? Cái đó là phải làm phước rồi thì hồi hướng phước báo tới cái gì đó. Làm vài lần thì chắc chắn là nếu họ no được thì thôi, còn họ không no thì họ tới hoài, ráng chịu khó làm hoài. Sao rồi mình đừng nào đi đoàn tụ tính sao? Nam mô Bích Thai giá. Dạ Nam mô Bích Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Con kính chào. Kính sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? À? Dạ chỉ còn trong vòng có nửa tiếng và 35 phút nữa là hết giờ rồi, xin quý anh chị trân thủ đặt câu hỏi với ngài ạ. À. Dạ con thấy câu hỏi của Thi Lâm. Kính thưa ngài, có phải thời điểm tử nghiệp đến thì các chúng sanh đều đi theo nghiệp riêng của mình ngay lúc tử nghiệp, hay là phải qua 49 ngày họ mới đi? Xin ngài quan hỷ dạy cho chúng con hiểu rõ thêm. Kính tri ân ngài. Dạ con xin dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Thà giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, như ở trên còn cái câu của cô như thật vậy đó. Cô thành đạo coi lại. Thực ra khi mà cái tâm tử nó phát sanh thì liên tục tới tâm bà thị sảnh thí, tức là tâm tái tục chứ không có đường nào mà 49-50 ngày vậy đó. Nghe chết là sanh liền. Vì vậy mà vô trong ngày thứ bảy nghe thường tọa đại siêu giảng về Dương Hệ đó, tới chỗ Anantara và bà Bạch Chạy Giá đó, nói ngài giảng ở chỗ đó cho quý vị nghe để quý vị thấy rõ hơn. Tức là cái tâm tử nó là duyên cho tâm tái tục, nó có bốn năm cái nhân duyên, tức là Anantara Samanantara Anantaru Banisaya Natthi Awihata, hình như 5 hay 6 gì đó. Nó hiểu quý các bạn, tức là khi mà chết là xuất hiện ở cảnh giới mới liền, chứ không có chờ ngày nào đó. Cái tâm tử nó phát sanh ở đâu kệ nó, nhưng mà cái tâm tái tục nó phát sanh là nhiều khi tùy theo nghiệp của mình, có thể là bốn đường ác đạo, có thể là cảnh trời nào đó. Nếu đắc thiền thì cái tâm tái tục nó sanh ở các cõi ấy đó, đi liền, không có khoảng cách một sát na tâm nào ở giữa cả, đi liền chứ không có chờ gì hết đó. Thành ra nói chuyện 49 ngày rồi nhiều khi chúng sanh đã sanh ra cái chúng sanh khác, rồi họ lãng giảng, còn lãng giảng đó rồi cứ nói họ chờ nhiều khi họ tới thì xin phước được một vài ngày sau họ biến mất, rồi nói chờ mấy chục ngày là kia không có đâu, nghĩa là thử là sanh liền chứ không có chờ ai đó, sanh liền là một cái thời gian. Dạ sa thúc, con thấy Thi Lâm đã kính tri ân ngài.
Bây giờ con đọc câu xin lỗi Như Thật nha, nãy Trần Đạo bị sót, bây giờ xin đọc câu hỏi của Như Thật. Thưa sư, có phải người tu thiền định khi có nimitta thì cử ăn thịt đỏ và một số thực phẩm như đậu, như vậy nếu ăn mấy thứ đó sẽ mất ấn tướng hay chỉ làm cho sức khỏe không tốt nên phải ăn chay? Và con kính tri ân ngài ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Vị. Thật sự ra đó, khi có niêm vết rồi đó, đâu có mình cử cái này cử nó cái gì nó không có trúng. Trong thiền chỉ nó có tới ba mươi mấy cái gọi là à sập ba giá, mà nó liên quan tới thức ăn, là khi nào mình chưa hành thiền nó cũng phải liên quan tới thức ăn. Ví dụ mình ăn cái loại đó nó làm cho mình bị dị ứng thì mình không hành được, thì mình mới cử mới không ăn, không ăn từ lúc chưa tu thiền kìa, chẳng phải tu thiền rồi ấy. Bởi vì gọi là phô chana à sập ba giá, tức là những cái thức ăn mà nó làm cho cơ thể mình nó không được khỏe, thì trong lúc tu thiền mình nên cử. Hoặc là có những cái mùi, ví dụ như bình thường mình dùng nước hoa đó, nhưng mà bây giờ nước hoa đó nó làm cho cái lỗ mũi mình nó có gì bị gì hay bị dị ứng, khi mình ở mấy cái thì mình phải tránh xa. Chứ còn khi mà có niêm vết tức là cái tâm lúc đó nó mạnh ghê lắm rồi, tâm nó mạnh ghê lắm rồi, cử hay không cử cái chuyện đó nó không có liên quan nữa, nó liên quan từ đầu thôi. Thành ra thí dụ như những cái à sập ba giá, tức là những cái chỗ mà không có thích hợp cho người tu thiền là vậy đó. Ví dụ mình ở căn nhà mới nhiều khi nó cũng không thích hợp, tại cái mùi sơn mùi đồ này kia em xùm. Mình ở cái nhà quá rộng nhiều khi cái tâm mình nó rất là, nghĩa là nó bị dao động, cũng không nên. Hay là mình ở gần lề đường quá thì cũng không nên. Ví dụ như vậy đó, nó có nhiều chuyện đó là từ đầu đã phải bỏ rồi, chứ không phải tới lúc đó mới bỏ. Mà cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, mình khi mình đổi thức ăn từ cái thức ăn mà có một số cái điều kiện về vấn đề thịt này thịt nọ rồi, nó cần một số cái vitamin loại đó, mà nếu mình ăn qua chay nó thiếu cái đó, đó là nó làm cho mình mất năng lực trong cái việc mà quan sát đối tượng này, chứ không phải không quan sát tượng. Đó lý do thì Đức Phật không có cấm, không có tán dương ăn chay, mà cũng không cấm ăn mặn là vậy, nhưng mà cấm ăn chiều. Tại vì khi mình buổi chiều mà thứ nhất là những thiền hành giả hành thiền đó, cái buổi chiều đó thường mình ở trong trường thiền mình tiêu thụ năng lượng rất là ít đó, mà nếu mình ăn vô là nó nặng bụng, nó khó tiêu, rồi cái đó làm cho cái pháp thiền mình nó trở ngại nhiều hơn. Thành ra cái chuyện ăn chay cũng vậy, ăn chay mà mình ăn chiều vẫn làm cho cơ thể mình nó bận rộn những cái việc phải tiêu thụ thực phẩm, mà nếu mà mình ăn không uống không đều đặn là nó vẫn làm cho cái cơ thể mình nó có phản ứng liền. Thành ra cái đó, những cái đó là những cái trường thiền mà gắt gao thường thường, ngay cái buổi chiều mà uống những đứa trái cây họ cũng không cho uống nữa, không cho uống. Bởi vì thí dụ như bụng mình đói mình cho uống nước cam mà vitamin C nó vô nó làm mình sốt ruột, mình sao mình hành thiền. Thành ra cũng cấm hết, chỉ uống nước lọc mà thôi. Thành ra đó những cái mình phải để ý trước khi mình vô mình hành thiền, chứ không phải đợi tới cái lúc mình thấy có niêm mít rồi mình sợ mất niêm mít cái mình ăn cử cái này cử cái nọ, không có được. Lúc đó là coi chừng á, nó làm cho mình phiền não thêm. Nam mô Bích Thai giá. Dạ sa thúc, chúc con rất quan hỷ với sự giảng giải của sư, chiêm nghiệm ra nhiều thứ. Dạ con kính kỳ ra ngài. Dạ trong đạo tràng có anh chị nào có là câu hỏi gì không? Có và con kính đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính xin sư giảng phân biệt sự khác nhau giữa niệm sa tí với tưởng là sanh nha. Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó, cái niệm là biết đối tượng một cách chắc chắn, nhớ biết chắc. Còn cái tưởng là biết đối tượng qua một cái dấu hiệu hay là qua cái kinh nghiệm nào đó. Ví dụ như mình
từng ăn món đó hay từng gần gũi những cái điều kiện gì, và sau này mình thấy, mình tưởng mình ra hoặc mình thấy mình muốn biết nó là phải qua cái đó mới được. Ví dụ như mình chưa từng ăn sầu riêng, mai mốt mình thấy nó mình cũng không biết, nhưng mình ăn rồi mình thấy là mình biết, biết là qua một cái kinh nghiệm, qua một cái dấu hiệu. Còn cái niệm thì không cần thiết, cái niệm là cái niệm là sự ghi nhớ theo cái điều kiện của cái đối tượng mà nó xuất hiện, ghi nhớ theo cái điều kiện đó, chứ nó không có ấy. Thành ra thường tại sao mà niệm nó giữ nhiều vai trò hơn tưởng. Tưởng nó là một cái quẩn, tức là nó là một cái pháp riêng biệt, nhưng mà cái tưởng nó không có giúp ích gì trong cái vấn đề mà thiền quán hết á. Tại vì nó phải biết qua cái dấu hiệu, qua cái kinh nghiệm. Còn cái niệm là biết thẳng vô đâu thôi, niệm biết thẳng vô luôn. Mình biết rồi, nó là niệm là nó còn là cái nhân duyên để cho cái trí tuệ phát sanh đó. Còn tưởng là chỉ đa số là thường là quá khứ, hoặc là dựa vào số điều kiện mà mình đã từng kinh qua, đã từng có kinh nghiệm rồi đó thì mới biết được mà thôi. Thành ra hai cái đó nó khác nhau là chỗ nhận biết đối tượng có điều kiện, và cái tội nhận biết đối tượng không cần điều kiện mà chỉ cần cái thực tính, cái gì đó, cái môi trường hiện tại mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con xin có một câu hỏi như thế này. Dạ, thưa sư, cái chữ tỉnh giác á, sambacchana, nó khác với cái chánh niệm là sa tí thế nào bạch ngài ạ? Dạ, con xin dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hè Gia Kinh Thừa Chư Gì. Cái sambacchana có nghĩa là trí tuệ đó. Thì trí tuệ nó phải gác cái niệm rồi. Mà cái điều kiện mà chỉ sống bạch sanh giá, tại Đức Phật dùng ở trong cái bài kinh tứ niệm xứ đó, là nó biết qua cái điều kiện là nó có bốn chuyện để nói đó, chứ không phải là biết thông thường giống như cái bình thường. Nó gọi là trà tu sống bạch sanh giá, biết qua mấy cái đó luôn. Thành ra quý vị chìa khóa là cái bài kinh tứ niệm xứ ra coi cái trà tu sống bạch sanh giá bập phá đó, thì quý vị sẽ thấy tại sao phải biết bốn điều kiện như thế nào đó, nó có cái đó ha. Chứ còn nếu không phải là nó giống cái chuyện bình thường đó. Thành ra nó có nhiều cái chuyện để nói về vấn đề mà sẩm bạch sanh giá đó, chứ không phải không, nó có tới 4-5 điều kiện nè. Nhưng mà cái đó thì nó chỉ để chúng tôi sư học, khi mà học chỉ thấy ở trong chú giải thích thôi, chứ còn trong chánh kinh thì thường thường không có thấy. Đó là cái giữa cái niệm với sẩm bạch sanh giá nó khác nhau, là giữa niệm và tuệ nó phải khác nhau, bởi vì nó là hai tầm trời khác nhau. Và khi mà dùng chữ sẩm bạch sanh giá đó thì nó có tới 4 chuyện để nói ha, 4 chuyện nó liên quan tới cái thiền tứ niệm xứ đó, có 4 chuyện để nói đó. Chúng tôi chỉ nhớ tóm tắt Bali lời giải thích thì chỉ nhớ mang máng thì không có nhiều. Thứ nhất là xả tạ cà thà sẩm bạch chanh giá, thứ hai là sập ba giá sẩm bạch chanh giá, thứ ba là khô chà rá sẩm bạch chanh giá, thứ tư là sẩm mô hạ sẩm bạch chanh giá. Có 4 chuyện vậy đó. Thì bữa nào chúng tôi coi lại chúng tôi sẽ tích rõ ràng hơn. Thường thường khi học thì phải học chữ để nhớ Bali trước, rồi từ đó kiếm ý nghĩa sao, lâu quá không có xài rồi nó cũng quên. Nam mô Bích Thầy giá. Sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, thưa đạo tràng. Dạ, sa mời chị Hạnh Duyên lên cầm mic để trực tiếp hỏi ngài ạ. Xin mời chị Hạnh Duyên. Dạ, con xin kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, và con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức, và con xin kính đảnh lễ cô Tu Nữ Khê Ma. Kính chào đạo tràng, con kính chào thầy Kinh.
Dạ, câu hỏi của con nó hơi dạ hơi lòng vòng nên là con xin con lên 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 mic để con hỏi để cho. Dạ, bạch ngài, thì hồi trước á, thì trước khi mà đến với Phật giáo Nguyên Thủy á, tại vì con là vừa thứ nhất là đến với Phật giáo Nguyên Thủy cũng mới mới và là cũng đến với đạo tràng cũng mới, và con là ở Bình Định, thì ở Bình Định á, thì có một ngôi chùa Nguyên Thủy duy nhất à, nên là trước khi mà đến với Phật giáo Nguyên Thủy á, thì con đọc kinh sách Đắc Tông, thì rồi con đọc rất là nhiều, đọc rồi tụng nhiều kinh, nhưng mà được một thời gian ngắn thì con phát hiện ra, tự con nhận thấy ra là kinh điển này con cảm nhận là nó không có đúng với lời Phật dạy, nên là con gác qua một bên. Nhưng mà ở Bình Định thì không có thể tìm được được kinh điển Năm Tông Chánh Kinh, nên là rồi cái con gặp, mà con đi về chùa con gặp các thầy ạ. Lúc đó là trong con thì nó thôi thúc cái niềm muốn đi tìm hiểu về Phật giáo, muốn đến với Phật giáo, nhưng mà đến chùa con gặp mắt các thầy ạ, thì con thấy giống như toàn là bày vẽ bói tướng rồi xem sao giải hạn rồi cúng kính rồi này kia cái nọ, xong rồi con giống như rồi những điều này điều kia thì mình không 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 chấp nhận được, và con cũng nghĩ là Đức Phật không có dạy như vậy. Nên là trong cái thời điểm đó thì giống như con rất là không hài lòng với các thầy Đắc Tông, và giống như trong cái sự không hài lòng đó thì giống như có cái hơi ghét, gọi là ghét á. Rồi xong rồi con có những cái điều giống như là con về mình đã không mấy rồi, con về con bày giống như những người thân mà xung quanh đó, là con nói đừng 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 đến rủ, đừng đến chùa, đừng đến mà mấy thầy như vậy, hay có đến chùa thì đánh lễ Phật rồi đừng có tiếp cận với mấy thầy, hoặc là đừng có tiền thì nên gieo duyên cái việc gì đó chứ đừng có cúng dường với mấy thầy bê bối lắm. Có nghĩa là con đã không làm rồi con còn bày nữa. Thì sau này thì khi mà được gặp sư phụ con là gặp Đại Đức Trí Ngạn, Đại Đức Pháp Trang á, thì con mới 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 đi mới mới được đến với chánh pháp, thì lúc đó là con mới 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 mới, mới khôi phục cái lại cái niềm tin đối với Chư Tăng. Thì bây giờ là cái niềm tin đối với Phật pháp Tăng đối với con thì rất là con cũng 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 ổn. Nhưng mà đôi khi con đọc trong kinh đó thì con thấy là ba ngôi tam bảo là Phật pháp Tăng thì rất là quý báu, thì mình làm những cái điều phước thiện hoặc là có cái sự cung kính thì cái phước nó cũng cũng tốt, nhưng mà ngược lại mình có những cái lời nói hay ý nghĩ hay cái điều gì đó bất kính thì cái nghiệp mình nó cũng tương đồng với nhau. Nên là rồi hoặc là đôi khi con nghe những ai mà có những lời mà xúc phạm đến chư tăng, hay là bày không làm rồi bày người khác á, tự nhiên cái con chợt con nghĩ lại những cái hành động trước đây của mình, thì rồi con cũng băn khoăn không biết là như vậy thì con có phạm cái lỗi là xúc phạm đối với chư tăng không, như là lúc trước đó với quý thầy mà Đắc Tông á. Thì con nhiều lúc thì con cũng tự trấn an là mấy thầy đó thì nếu mà theo kinh điển thì kinh luật thì cũng không phải là chức tăng đệ tử của Đức Phật, nên là con cũng trấn an như vậy. Nhưng mà nhiều lúc thì con nghĩ lại thì con cũng cũng thấy là con cũng hơi lo, nên là con hỏi với ngài thế là cho con lời khuyên, do là trước đây là con bị như vậy. Dạ con xin thỉnh ngài và cũng xin trả mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Đối diện với những cái người mình không có thích đó, thì mình nên quay ra quán về cái nghiệp của mình, chứ không có nên có những cái tư tưởng như vậy. Tại sao con không nên có? Thứ nhất á, trong cái phẩm mà nhị đề, trong nhị đề của cái phẩm đầu tiên Thammasaṅkhani rồi có cái đề là Pala Thamma,
tức là các pháp làm cho chúng sanh đã trở thành người ác. Thì các pháp đó là gì? Tức là các pháp bất thiện. Vì nào gì về pháp thì bất pháp bất thiện nó có 12 tâm tâm và 27 tâm sở. Nên nó nói văn tắc thì nó có 3 tức là tham sân si. Thành ra khi nào mình trong tâm mình có tham có sân si, lúc đó mình trở thành người ác. Mà bây giờ cái người nào đó đó họ mình nghĩ là họ xấu, và dầu rằng họ xấu thiệt đi nữa, nhưng mà mình giận họ như vậy tức là mình đã thành người ác. Mà đi giận người ác thì chuyện không có nên, chuyện không có nên. Phải làm sao đừng có bao giờ để mình trở thành người ác, lúc nào cũng vậy, phải là người ác. Nhớ cái thứ hai đó là mình tập những cái lời mà Đức Phật dạy cho mình đó, thì mình cứ theo đó mình làm. Thành ra khi cái tâm mình nó có những cái sự không như vậy đó, thì trong một trong 38 pháp an lành là cái pháp đầu tiên đó, tức là sẽ qua na chập ha la năng e tâm măng cái lúa tâm măng đó, tức là không gần gũi người ác là nhân đưa đến sự an lành tối thượng. Thì không gần gũi người ác là như thế nào? Mình tưởng đâu cái người đó họ hành không đúng, họ nói là người không tốt, người ác, người không tốt, người xấu, cái đó không phải, không phải ý của Đức Phật dạy chúng ta đây. Cái dạy của Phật chúng ta dạy là không gần người ác là như thế nào, giống như chúng tôi nói nãy là khi nào trong cái tâm mình có tham sân si đó thì mình trở thành người ác, thì cái hành động mà đem tham sân si ra khỏi cái sự suy nghĩ mình lúc đó đó được gọi là sẽ qua na chập hà là năng, tức là không gần người ác. Thành ra cái đó là cái pháp mình nên tập để làm gì, để khi nào cái tâm mình có những cái sự phiền não bất bình thì mình ráng cố gắng mình dùng cái pháp hành nào đó, hay là cái bài kinh nào đó mình thuộc, câu kinh pháp cú thuộc mình tụng lên để cho mình đem những cái phiền não đó ra khỏi tâm mình. Tức là mình đã hành theo cái pháp mà Đức Phật dạy, tức là không gần người ác. Còn mình tới chùa đó, hay là tới chỗ nào mà mình thấy muốn biết cái người nào mà đáng để cho mình thân cận hay đó, mình nhìn cách sơ qua thì mình không biết, nhưng mình quan sát để mình hiểu tu sĩ là gì. Tu sĩ là có ba chuyện thôi, tức là giới phải giữ, định phải hành, tuệ phải tu. Thành ra mình thấy cái người nào mà không có làm ba cái điều đó đó, tức là mình nên lánh xa để mình khỏi đi chung tàu với họ chứ không có gì đó. Bởi vì người mà giới không giữ thì không có đúng rồi, định không hành cũng trật rồi, mà tệ là không tu nữa thì thôi chứ không ấy được. Thành ra thật sự ra nếu mà theo kinh điển, trong thời gian theo kinh điển đó, nghĩa là cần sinh nam cần sinh nữ thì có ba chuyện phải làm, tức là học pháp, hành pháp và hộ pháp. Còn chư tăng thì học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Tại vì cư sĩ đa số tới chùa đó, giống chúng tôi nói nhiều lần lắm, nhưng cái nhân mà để đi tới chùa là vợ đẻ con đau nhà nó ngập. Thành ra khi có chuyện về thì cứ tới chùa, rồi ở đó ông tu sĩ cũng nói gì nghe nấy. Thành ra mình đi chùa bao nhiêu đời mà không có được pháp tiến bộ. Rồi tới chừng mà khi mình bất mãn gì thì cái tâm mình nó dễ bị phiền não vô, để nó kiếm chuyện với mình lắm, dễ vô phiền não. Cái tâm mình là một cái loại, nó tốt thì rất là tốt, nhưng mà khi nó xấu nó phản mình như chơi. Chứ đừng có nghĩ là cái tâm của mình là nó luôn luôn trung thành với mình, không có đâu. Nó phản mình như chơi mà nó phản thường xuyên đó. Thành ra đó những cái điều mình để ý là để ý cái đó, chứ mình không phải để người khác kệ họ, họ có làm gì cái gì kệ đó. Mình đừng có bao giờ nghĩ, bởi vì mình nghĩ tới những người đó thì phiền não mình nó phát sinh. Không bao giờ nghĩ đó ha. Mà nghĩ tới những hôm nay mình trước khi ngủ mình nhìn lại từ sáng giờ đó, tâm thiện nó phát sinh ở mình nhiều hay là tâm ác phát sinh nhiều, để mình sửa lần lần, để ráng cố gắng ngày đó tâm thiện nó phát sinh nhiều hơn. Còn nếu mà mình không làm vậy thì chắc chắn là cuộc đời mình có tới 12 thế tâm bất thiện, mà chỉ có 8 tâm thiện, mà 8 tâm thiện có khả năng phát sinh chỉ có 4 mà thôi, 4 ly trí thôi, chứ 4 hợp lý chưa chắc phát sinh được đó. Mà mình vẫn còn dễ vui thì trước sau mình cũng bị nó tó thôi đó. Mình có bị 5 cái tên cướp nó luôn luôn nó rình rập đi, nó tó mình, tức là sắc thọ tưởng hành thức, nó luôn nó chờ sẵn, mà mình không có khéo thì trước sau mình cũng bị nó kiếm chuyện.
Thành ra cái mà bây giờ từ đây sao mình đang tập cho cái tâm mình tới chỗ nào không dễ thì mình thay đổi đối tượng bằng cách mình tụng một bài cầu câu kinh pháp cú, hay là một cái bài kinh nào ngắn ngắn mình thuộc, để cho cái tâm mình nó trở lại thiền pháp. Chứ đừng bây giờ nghĩ người ta về người ta khác, mà khi nghĩ người ta về người ta khác tức là mình làm cho cái tâm mình nó ác pháp nó tăng trưởng. Đó là cái điều không có nên ha, điều không nên. Mình cũng đừng bao giờ đi chùa để nghĩ sau này thì có người hộ niệm cho mình, không ai hộ niệm cho mình cả. Mỗi ngày quý vị vô đây mà quý vị học với Ngài Trường Lão Thế Đức một câu kinh pháp cú, hay là một câu của Ni Tiên Chánh Đáp, hay là các vị khác, quý vị mà nhớ được cái nội dung đó tức là quý vị đã tìm được cái bài kinh hộ niệm cho quý vị. Bởi vì tới cái lúc cuối cùng cái lộ cần tử quý vị, mà quý vị nghĩ được ngày hôm nay vô rung được nghe ông sư đó dạy một câu kinh pháp cú, nghe cái bà Nico đó dạy cho một cái câu chuyện về Ni Tiên Chánh Đáp vậy đó, quý vị nhớ được cái đó mà trong cái lộ cần tử quý vị đó, phước báo vô lượng, nó có thể nó lôi quý vị đi từ cái phiền não mà đi lên cõi trên lăng là chuyện rất là dễ. Mà thường thường chúng ta không có làm, chúng ta chỉ nhờ người khác để hộ niệm, không ai có khả năng hộ niệm cho mình cả. Bởi vì ông sư 25 tuổi mà mình 70 tuổi chưa chắc dùng sư 25 tuổi đó chết sau mình mà để đi hộ niệm cho mình. Chúng ta sống ở đây ngày mai không có đâu. Ai nói tôi sống tới 78 tuổi nói chơi vậy vui cho nó thật không có đúng. Sự thật là chúng ta không có ngày mai đâu. Vậy nghe túng chính chúng tôi nói đây chưa, mà ngày mai chưa chắc là có đủ hơi thở đi vô rung để làm chuyện khác. Thành ra đừng có bao giờ nhờ cái khác hộ niệm cho mình đó. Quan trọng nhất là chính mình hộ niệm cho chính mình. Vô rung học câu kinh pháp cú bất cứ cái gì đó thì nhớ thuộc lòng, đọc cho trúng giọng. Mỗi lần thấy Diêm Vương đưa tay ngoắc ngoắc hay Diêm Vương gửi email là cái tụng lên à. Chứ đừng có đừng ấy nữa, đừng có nhớ cái ông kinh mà mi lăn đá này coi chừng phiền lắm á. Có ngày ông lăn đá ông cứ lo chạy trốn. Thành ra nhớ thì nhớ kinh thôi, chứ còn cái gì ông dạy đừng có nhớ. Cái gì mà sổ mà nát xạ gá tăng thích thị gá tạ sẵn mà vô tăng à sẵn cả đi căng gì đó, tâm tham thọ hiểm hợp tài vô chợ vậy, đừng nhớ cái đó thôi. Chứ đừng có nhớ cái ông mà dạy, nhớ ông mà dạy cho này phiền lắm. Đó, cố gắng mà tập những cái đó để cho cái tâm mình lúc nào nó cũng có thiện pháp. Mà thiện pháp là gì? Đức Phật dạy rồi, Attahi Attano Na Thổ. Thiện pháp là nơi nương nhờ của chính cá nhân mình, chứ không ai là nơi nương nhờ được cả. Không ai mà ở đó mà đi hộ niệm cho mình. Mà chính thiện pháp là nơi cái người hộ niệm cho mình chắc ăn nhất. Nên lúc cần tử mình nghĩ được thiện pháp mình đã làm, mình nghĩ được điều hay rẻ đẹp mà mình đã làm, thì cái pháp đó nó hộ cho mình đi lên rất là dễ dàng. Chứ còn mình hy vọng ông sư ông đồ ông tới, ngày đó ông tới mà ông tụng kinh gì đâu, tiếng Miên cũng phải, tiếng Thái cũng phải, tiếng Miến Điện cũng không phải, mà thật càng không giống tiếng Việt nữa. Mình nghe xong mình còn bực thêm, thì trong lúc mà cái tâm mình mà nó phiền não trong lúc lột cần tử thì quý vị biết gì không? Chịp tăng sẵn khi lít thể đú gá tị bà tị căn khả. Lậu cần tử mà tâm phiền não thì bốn đường ác đạo là nơi đi của chúng sanh đó. Thành ra ráng cố gắng để tập, để cho đừng có cái tâm mình nó luôn luôn nó ở trong những cái trạng thái mà nó trong sáng. Và nhớ quý vị nên nhớ Đức Phật dạy cho mình 84.000 bài pháp, mình chỉ cần ráng nhớ một bài pháp nào đó thôi, câu kinh pháp cú hay là bất cứ cái đoạn kinh nào trong 38 pháp quan lạnh gì đó, nhớ một câu đọc cho đúng, tối ngày cứ đọc hoài, đọc cái đọc như đọc thần chú vậy đó. Thì mai mốt gặp Diêm Vương mà có kêu vô chảo đi đó ha, có kêu là tinh nữ vô chảo đi, mình vô đó mình nhớ cái câu đó mình đọc rồi đó. Diêm Vương hỏi sao thấy chảo sao, nói dạ chưa đủ nóng. Thì ông rầy liền, ông biểu đi lên đi ở đây xuống đây kiếm chuyện. Mình nhớ là đi lên liền chứ không có đường nào đó. Còn mà hãy mình thấy Diêm Vương mình sợ, mình cứ cà lâm hoài là chết. Từ chết tới bị thương thôi. Nhớ tôi sẽ nhắc nhở quý vị để cho quý vị những cái dễ làm nhất mà quý vị không chịu làm. Quý vị vô mà học được với Ngài Trưởng Lão Rí Đức một câu kinh pháp cứu đó, tức là quý vị đã được đảnh lễ chư Phật một lần. Bởi vì Ngài nói rồi, khi ta tịch rồi pháp với luật là thầy,
một câu kinh vô cứu vẫn là thầy của mình, mà mình đọc kinh vô cứu cho nó đúng, mình hiểu nghĩa, mình nhớ, tức là mình đã đảnh lễ được Đức Phật một lần. Mình về nhà mình tụng thêm 50 lần nữa, tức là mình đã đảnh lễ Đức Phật trong rung này rồi, còn về lại thêm ngày được 10 lại nữa. Phước báo vô lượng mà không cho làm, chứ đi làm gì đâu, không chi cho mệt phải không? Nói vậy cứ nghĩ vậy đi cho. Chuyện nào cũng làm thôi, làm chuyện khó làm. Phải đi qua tới Miến Điện đi, hành thiền gì ung sùm. Đó. Đi qua tới Thái Lan hành thiền gì mà không khi ngôn ngữ thì không rành. Người ta nói mình hả, người ta nói tiếng Anh thì mình cũng speak English by hand. Thì làm sao mình hiểu được cái pháp của người ta mà mình đòi đi qua đó làm gì. Trong khi ở đây những cái room này nè, có ông sư già 4 giờ sáng nó dậy rồi, ngồi chờ mở cái room lên, ngồi với ánh đèn leo lét để cho quý vị vô dạy quý vị từng câu kinh pháp cú, từng cái đoạn kinh trong mê tiên đáo vậy. Mà quý vị nỡ nào mà làm cho ngày không được vui thì chúng tôi cũng thấy rất là tội nghiệp cho ngài. Ông cũng lớn tuổi hơn tôi đó, tôi với ông là sắp hàng rồi đó, ra quý vị coi chừng đó. Mai kia mốt nọ không ai mà nửa phiên ngồi dậy đi giúp cho quý vị có cơ hội như vậy. Thành ra thôi quý vị ráng đi. Ok, còn mấy phút nữa chúng tôi cần phải đi làm việc dưới đất. Thành ra tất cả phước báo nào phát sanh rồi pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng các sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng này có được cơ hội thấy được, chấm dứt được phiền não ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, Nam mô Rất Tà Nát Tà Giá Sa. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài, chúc thân tâm của ngài luôn luôn được an lạc ạ. Dạ. Con kính tri ân ngài rất nhiều. Uttamang yena vande hang bada pangsum varuttamang butte yo kalito doso buto samatu tang mamang uttamang yena vande hang tamang chadu vitang warang thamme yo kalito doso thammo samatu tang mamang uttamang yena vande hang sankhang chadu vito tamang sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tu tăng mà măng. Và con kính thỉnh ngài Trí Đức truyền chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Và con kính thỉnh ngài. Sang thủ Di Trần Đạo. Hôm nay qua những câu hỏi của quý vị và được ngài Liễu Tông giải thích rất là quan hỷ. Bây giờ xin phép được phút chúc để kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha anupavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Soatalato sukito varuna ho bodhassa sane arogo sukito ho hisaha sabbe hinyati phi. Satalata sukita varuna ho bodhassa sane aroga sukita ho hisaha sabbe hinyati phi te atalata. Sukita varuna ho bodhassa sane aroga sukita ho hisaha sabbe. Khi nhà tị phi, cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín
phải bình hoàn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong dòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hà sa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an hương, chúng sanh bốn loại không lường, noãn thai thấp quá khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài, cầu cho hương thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng quả nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng tôi tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Dạ con đã hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ con kính dâng mít cho ngài Trí Đức ạ. Kính thỉnh ngài. Sa thủ sư Trần Đạo. Hôm nay sư Trần Đạo rất là xuất sắc, đã làm xong bổn phận của mình. Và để kết thúc chương trình, sau đây là bài kinh hồi hướng, vừa đọc Pali vừa đọc phần tiếng Việt, sẽ kết thúc buổi sinh hoạt của chúng ta. Cùng là một trời vô tưởng được mà hưởng.